Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em Các bạn và các em thân mến Hôm nay thầy sẽ cùng các em Chúng ta sẽ cùng làm các cái dạng bài tập liên quan đến vector toán lớp 10 Dành cho các bạn học sinh theo chương trình mới các em nhé rồi như các bạn và các em đã biết ý, thì theo cái chương trình mới của mình thì chúng ta có rất nhiều các cái bộ sách đúng không chúng ta có ba cái bộ uh, sách mà các em uh, hay uh, dùng nhất ấy. đấy chính là kết nối tri thức với cuộc sống này uh, cánh diều này và chân trời sáng tạo đó nhưng mà tự chung lại thì ba bộ này nó đều có những cái phần học uh, giống nhau Đúng không? Có, có thể là người ta à, sắp xếp được khác nhau một chút thôi. Nhưng tự chung lại thì các cái phần này của chúng ta thì chương trình học về phân phối thì đều là như nhau. Có điều là cái cách thể hiện, cách tiếp cận của họ thì nó khác. Rồi, nhưng mà do kiến thức là chung. Bởi vậy hôm nay do là nhiều bạn chúng ta học đến cái phần vector mới này thì chúng ta gặp nhiều các cái do là mới vậy nên là có nhiều các cái chỗ nó khó khăn đúng không? Có nhiều bạn các em, có nhiều bạn là các em chỗ này chúng ta chưa được hiểu. Thế nên là thầy hôm nay thầy sẽ quyết định giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm các cái bài tập liên quan đến phần vector này để cho mình thật là thành thạo các em nhé. Rồi, các em nhớ chia sẻ bài giảng về để chúng ta Bây giờ chúng ta chia sẻ này và chúng ta về chúng ta lưu lại nhé để sắp tới mà các em ôn thi học kỳ 1 thì chúng ta sẽ đạt được kết quả cao nhất. Nhớ chưa? Nhớ là cái phần này rất là quan trọng và phần này là khó đấy nhé. Nhiều các cái phần khác ấy, thì có thể là các em thì thì chắc là ok đúng không? Nhưng mà riêng mấy cái hình ý, hình thì bao giờ nghe nó, nó cũng đã khó rồi mà vector thì nó lại mới các em ạ. Bởi vậy các em bắt buộc là chúng ta phải nắm được. Rồi thì chúng ta sẵn sàng nhé. Hôm nay thì thầy sẽ dành tặng cho chúng ta rất nhiều các cái câu hỏi thầy sẽ thể hiện ở dạng trắc nghiệm. Trắc nghiệm nhé, đó và thầy sẽ chữa chi tiết cho chúng ta. Đấy, và làm sao thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho các em thật là đơn giản, từ từ, cẩn thận đúng không? Phần này chúng ta cứ hiểu làm sao cho nó thật là chắc đi. Chứ đừng có nhanh vội quá. Nhất là các bạn lớp 10. Thì các em làm thế nào để cho nó có được cái nền tảng thật là chắc chắn thì đấy là điều rất quan trọng. Nhớ chưa? Rồi thì bạn nào mà chúng ta còn đang loay hoay rồi bơi chìm bơi ngửa phần này vào đây thì thầy sẽ giúp cho nhé ừ. Rồi, bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp ở trên uh, uh, tuyển sinh 247 học trực tuyến, đúng không nhỉ? Đó, phát trên uh, 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 fanpage của thầy là thầy Nguyễn Công Chính Toán tuyển sinh bốn bảy đồng thời cũng phát trên cả YouTube nữa đó uh, thầy sẽ uh, để lại bài giảng này và tất nhiên thầy sẽ không xóa đâu đúng không đó like xong thì các em nhớ chia sẻ về làm lại một lần nữa cho nó giỏi nhé yên tâm sắp tới chuẩn bị thi đến nơi rồi vậy nên là bây giờ là lúc là cần thiết là phải học rồi đúng không chứ không không mải chơi được mãi nữa đâu nhá không đến cái phần này à, thì phần này nó táng sắp mặt đấy nhớ chưa rồi đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên Ở đây có các anh chị nào đang học 11, 12 hoặc là đang học đại học Thì nhớ chia sẻ về cho các em, các cháu và nhớ tác các em đi vào học nhé Vì nhiều khi các bạn lớp dưới, lớp 10 nó mải chơi lắm Nên bây giờ mình mà không nhắc nhở là về sau là mất gốc ngay Thì nói thật chỉ còn qua vài buổi thôi, vài buổi thôi mất gốc nhanh lắm Đúng không? Mà chương trình mới mà có nhiều cái nó rất là khó, không đơn giản đâu. Đúng không nhỉ? Đó, thầy thấy là có nhiều thứ vấn đề là 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 là, là nhiều bạn đọc nó mới đầu đã chả hiểu gì đâu. Khó phết đấy nhá, không dễ đâu ạ, được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ đến với uh, câu hỏi đầu tiên. Ở trong phần vector này thì chúng ta sẽ lần lượt có là gì? Thứ nhất là uh, các phép liên quan đến tổng hiệu vector này, tính độ dài vector và vector trong mặt phẳng tọa độ, đúng các em, đó, rồi tích vô hướng của vector, đó là một số cái, cái 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 dạng chính của chúng ta ở trong phần này. Các em học đến đâu rồi? Thầy nghĩ là chắc là cũng đang đến vector trong mặt phẳng tọa độ rồi. Và học đến tích vô hướng rồi đấy, thầy nghĩ là sắp là xong cái chương vector này rồi đúng không? Ừ. Thì bây giờ các em có thể trả lời được các câu hỏi này nhanh chóng rồi. Nhưng mà nhanh hay không thì chưa biết, nhanh thì đúng hay không thì chưa biết. Học đến rồi nhưng mà trả lời được chưa thì chưa biết chúng ta sẵn sàng nhé, ok let's go. câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau: cho tam giác abc đều cạnh a, độ dài của vectơ ab trừ ac thì bằng bao nhiêu? Độ dài thì nó có cái ký hiệu ở ngoài là cái dấu giá trị tuyệt đối, đối đấy các em. Độ dài hay còn gọi là độ lớn cũng được. thì đầu tiên cả lớp phải xác định được là hiệu của hai vectơ này bằng cái gì đã, sau đó ta sẽ đi tính cái 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 độ dài độ dài vector ab thì bản chất cũng chính là độ dài của đoạn thẳng ab thôi nó giống nhau được không nhỉ đó như vậy chúng ta sẽ trả lời được ngay với phép toán tổng hiệu vector ở đây phép toán hiệu thì các em sẽ thấy ab trừ ac thì em sẽ bỏ ngay cho thầy hai cái điểm đầu a này đi cộng thì chúng ta đọc xuôi trừ các em đọc ngược như vậy chúng ta có thể hiểu là bỏ cái a này đi và các em đọc ngược từ dưới lên đầu cho thầy cộng thì đọc xuôi nhé trừ đọc ngược cứ nhớ như thế là xong như vậy chúng ta sẽ có vector này chính là vector cb ok mà độ lớn của vector cb thì nó cũng chính là bằng độ dài của cạnh bc thôi như nhau như vậy chúng ta sẽ thấy tam giác đều cạnh a rồi bởi vậy chúng ta nhanh chóng có được đó là độ dài của nó bằng a nhỏ luôn a nhỏ cũng hiểu như là một đơn vị độ dài ấy. em có hiểu em cứ cho a bằng một đi, được chả sao có hiểu không a nó chỉ là một đơn vị độ dài thôi ừ. Đấy, như vậy là bằng A nhỏ là xong Chúng ta ok chứ, là hiểu rồi đúng không B, chính xác rồi Các em nhớ, các bạn lớp 10 nhớ giúp thầy chia sẻ bài giảng về cho các bạn khác nữa nhé đấy, Nhất là bạn nào mà đang học yếu ấy Được chưa Thì nhớ là vào học ngay Phần này rất là quan trọng đấy nhé Em yên tâm là chỉ cần xem qua một vài bài giảng của thầy thôi Thì mai kiểu gì cũng hết mất gốc ngay Hết mất gốc ngay và nhanh chóng là đạt được điểm cao Cứ kiên trì chịu khó học Theo các bài của thầy chắc chắn nó sẽ tiến bộ Cố gắng lên như vậy mình sẽ có ngay đáp án của mình là B A nhỏ Chốt chúng ta hoàn thành xong Được chưa nhỉ Thầy xin nhắc lại một lần nữa về cái quy tắc tổng hiệu vector nhé Cho bạn nào chưa biết không không là lại nguy hiểm lắm Thứ nhất nếu mà cộng Cộng hai vector AB cộng BC chẳng hạn Thì ví dụ như thế này Thì nếu nó có điểm trung gian B ở giữa Đây chả qua là quy tắc chen điểm thôi Quy tắc 3 điểm ở trong sách của em ấy thì cộng thì em sẽ bỏ điểm trung gian ở giữa và em sẽ lấy điểm đầu điểm cuối cho thầy thôi cộng nhiều vector khác cũng sẽ như thế điểm cuối của vector này mà trùng điểm đầu vector kia người ta gạch bỏ thôi quy tắc này gọi là gạch bỏ điểm trung gian cộng đọc xuôi trừ đọc ngược nói chung là thầy làm thế nào cứ làm theo như thế là được thì thầy sẽ làm rất đơn giản ngắn gọn thôi nhiều khi các em nghĩ kiểu gì thầy thấy làm lằng nhằng lắm mà làm vừa dài vừa khó mà các em không có các cái cách hiểu khác người ta bảo một em biết một người ta bảo hai em biết hai thế nên là em cứ chìm trong cái đống ý này, Rồi cuối cùng là không hiểu thế nên là thế này cộng này, bỏ điểm trung gian cộng đọc xuôi có nghĩa là đầu a cuối c gọi là xuôi đi từ đầu đến cuối là xong còn trừ đọc ngược có nghĩa là ab trừ ac thì cũng bỏ cái điểm a cái nào giống nhau cũng bỏ giống bỏ luôn bỏ chứ còn gì nữa bỏ luôn chúng ta sẽ đọc ngược lại thế là cb thôi cũng có cái gì cả rất đơn giản để chúng ta hiểu đơn giản theo giống thầy nó dễ đấy. Giống nhau á, bỏ cộng đọc xuôi chưa đọc ngược hết với khả năng của các em thông minh thầy nghĩ là các bạn lớp 10 trải qua là các em chưa gọi là có cái kinh nghiệm thôi chứ đầu óc các em hoàn toàn thông minh nhanh chóng hiểu được hết chuẩn rồi như vậy là chúng ta xong đấy là thầy chốt kiến thức của cái câu 1 đầu tiên hiểu đơn giản thôi nhé đừng hiểu phức tạp câu 1 đã đi qua Câu 2 vẫn là tam giác đều ABC nhưng cạnh 2A tính ở à đây độ lớn đúng không? Chia đối này. Nhưng mà đọc là độ lớn nhé, độ dài nhé, chứ không đọc chia đối. AB cộng BC, đây rồi cái thầy vừa nói luôn. Cái câu này chắc chắn có trong đề nhé. Đấy, cộng hai vectơ mà cuối nọ trùng với đầu kia bỏ luôn điểm trung gian. Cộng các vectơ này nó không giống cộng đoạn thẳng. Cộng đoạn thẳng thì AB B tức là cộng đoạn thẳng thì nó sẽ cộng theo kiểu thẳng luôn là đoạn này cộng đoạn kia thì ra đoạn cuối, đoạn đầu đến cuối luôn. Nhưng mà cộng vector nhá, nó cộng về hướng. Nó cộng về hướng. Nó chỉ lấy điểm điểm xuất phát và điểm về đích thôi chứ nó không tính ở cái điểm ở giữa. Cho dù em có đi qua thêm 10 điểm nữa thì nó cũng thế thôi. Đúng không? Nó cứ cắn vào nhau như thế thì nó cũng vẫn thế. Nó không giống với cộng đoạn thẳng. nhưng mọi người phải lưu ý. Rất nhanh chóng. Chưa đầy 3 giây chúng ta có thể thấy ngay là bỏ điểm B này đi. Vậy cả lớp sẽ có ngay đó là độ lớn của vector AC mà AC thì bằng cạnh AC mà AC thì bằng 2a để bảo thế mà. Đúng không? Tam giác đều mà, cạnh nào sẽ 2a? À, không cần vẽ hình cũng biết. Không cần vẽ hình, bên nào cần thì thầy sẽ bảo, còn bài này không cần. Tiếp tục chúng ta lại chọn đáp án B. Đấy chưa nhỉ? Đó ta lại chọn đáp án B. Nào, ok, xong. Chốt nhá. Chốt. Đấy. À, chúng ta có kịp hiểu được không nhỉ? Đó, vẫn rất đơn giản đúng không? đúng không nhỉ? Đó, vẫn thừa sức theo kịp đúng không? Ừ. Nếu mà chỗ nào mà chưa hiểu và nhanh quá thì thì, thì bảo thầy dừng lại thầy nói cho nhé. Còn ok chỗ này hiểu rồi đúng không? Ừ. Câu hỏi tiếp theo. Nào, câu này chuyển sang hình vuông. cấu trúc tam giác đều này, cấu trúc tam giác vuông và cấu trúc hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi là những nội dung chắc chắn người ta sẽ hỏi trong đề. Chỉ có vài cấu trúc hình đặc biệt này thôi, cả lớp phân nhiều cấu trúc giống như thầy học nó dễ lắm. Nó phân dạng ra nó dễ chứ không là em em mà không phân dạng ra em mà không biết là dạng nào dạng nào đâu rồi đến khi thi thì vô dạng cả thể được chưa không biết dạng nào dạng nào đâu phải phân ra giống thầy này hình vuông cạnh a ab cộng ad vector cộng lại ra cái gì à có phải là một cái quy tắc tổng tổng hợp mới không rồi vuông đây đây là vuông vẽ cho nó vui mà đây ab cộng ad đây đây AB cộng AD đây là tổng hợp của hai vectơ chung gì chung gốc thế phải dùng quy tắc gì hình bình hành không với quy, không giống quy tắc ba điểm này nhở do quy tắc hình bình hành theo quy tắc hình bình hành cộng hai vectơ chung gốc thì nó sẽ ra vectơ đường gì đường chéo ở giữa bằng vectơ AC thôi giống như là hai người cùng kéo một con thuyền đấy đặt một con thuyền ở a một người này người b này kéo a và người người d này cũng kéo a thì con thuyền sẽ di chuyển theo hướng nào đến c đấy còn hướng nào nữa dễ hiểu chả có gì đúng không nhỉ đó đúng không hai người cùng kéo thì cái tổng hợp lực giữa hai người đó sẽ làm dịch chuyển con thuyền từ a đến c thôi cái này giống trong vật lý đúng không ở đây bạn nào giỏi vật lý không tổng hợp hai lực ấy cùng đặt vào một điểm điểm đặt cùng đặt vào một vật rồi đó kéo giống như kéo thuyền đấy hình vuông cũng chính là một hình bình hành thôi như vậy các cái tứ giác này thông thường ta áp dụng hình bình hành như vậy chốt hình bình hành là tổng hợp cho hai vectơ chung gốc giống kiểu như là hai người cùng kéo một con thuyền cứ hiểu như thế đi đấy. đấy chung quy lại chỉ có ba cái quy tắc đơn giản này thôi thế mà không làm được nữa thì thôi phí đúng không thay thế có gì khó lắm đâu nhỉ ở đấy rất dễ rồi như vậy là ra ac ac cho thầy hỏi đường chéo của hình vuông tính như nào đấy tính bằng cách nào Hỏi lại tí cho vui đi đường chéo vuông tí như nào? A, 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 A. Đường chéo ở giữa tí thế nào? Cả lớp? Pythagore đúng không? Có cái gì có cái chữ vuông là bắt đầu là nghĩ đến Pythagore. Pythagore bảo là cứ khi nào bạn nhìn thấy vuông là bạn sẽ gọi tôi dậy là tôi sẽ giúp bạn. Cứ nhìn thấy cái chữ vuông là Pythagore. Rồi cứ nhớ như thế. Cứ cái gì liên quan đến vuông là Pythagore. Rồi như vậy đây là a, đây là a. Áp dụng Pythagore thì đây là cạnh huyền. Trong tam giác ABC, như vậy đây chính là bằng căn bậc 2 của A bình cộng A bình. Đúng không? Như vậy là căn bậc 2 của 2 A bình. Thì chúng ta có thể nhẩm ra được ngay là A căn 2. Rồi, chốt đáp án nhé. A căn 2 chuẩn rồi. Bạn nào nhẩm ra A căn 2 là chuẩn đấy. Ừ. Chúc mừng các em. Đáp án của chúng ta đó là C. A căn 2. Từ nay giờ đi từ dày giờ lại thầy chốt cho các em câu này luôn đó là lần sau em không cần làm nữa em ghi luôn cho thầy đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh nhân với căn 2 rồi đóng khung lồng kính màu đỏ chứng tỏ quan trọng vào bài nào nọ thế thôi thế nó thật được chưa đường chéo thì em nhân thêm căn 2 vào còn nếu mà biết đường chéo rồi tính ra cạnh em chia bỏ cho căn 2 lại thêm một kiến thức mới về sau muốn làm trách nghiệm nhanh em phải học theo các kinh nghiệm của thầy nhé chắc chắn nó sẽ làm nhanh Em cứ xem mà xem tí nữa có lúc cần dùng đến đấy Nhớ chưa? Thế là xong Để tính cho nó nhanh Còn ai thích trình bày cẩn thận thì nếu mà làm tự luận em trình bày vẽ hình ra Còn ở đây không cần vẽ hình cũng được Không cần video go, em thuộc luôn hộ thầy đi Tại vì cái này gặp trong đề Nhiều lắm, nhiều lắm Chốt như vậy là xong câu hỏi số 3 về cấu trúc hình vuông Mỗi một câu của thầy là thầy đều đã chốt kiến thức và có cả công thức giải nhanh rồi Mình mà chỉ cần để ý một tí là mình 10 ngay thầy nói thật Được chưa? bốn <laughs> bạn nào mà chúng ta đã biết ôn các bài của thầy từ phần giữa kỳ thì chắc là chúng ta cũng đã biết rồi đấy đó thầy là thầy hay đoán trúng đề lắm đấy kể cả không trúng em có học theo thầy may mắn nó cũng thành trúng thành luôn cho hình bình hành à hình bình hành là phải nhớ quy tắc hình bình hành rồi nhìn là biết rồi. có ô là giao điểm hay đường chéo hỏi vector ao trừ do bằng vector gì vui đấy nào AO trừ DO Hai vector này nó lại không chung gốc nhỉ Theo quy tắc hiệu hai vector thì phải chung gốc ở đầu thì mình mới gạch bỏ được Đây lại không chung gốc ở đầu, lại chung điểm cuối À thế thì chúng ta sẽ đổi từ phép trừ sang phép cộng là xong em ạ Có một cái thói quen nhé Nếu như bọn nó chung lúc nãy theo trừ hai vector chung gốc ở đầu thì em bỏ luôn nhưng bây giờ nó lại chưa chung gốc ở đầu, nó lại chung đằng sau, cơ mới sợ. Thế dám đổi cho đổi ngược nhá, đổi từ trừ sang cộng. Thế thì AO lúc này thầy quyết định đổi thành cộng gì ấy nhỉ? Cộng gì? Biết rồi đấy, đấy, cộng OD. Trừ thì đổi thành cộng thì đọc ngược lại là xong. À, mày chết rồi nhá. Như vậy là A à, lại nhìn thấy cộng ở giữa nhá, giống nhau chết chưa? Mày chết chưa? Như vậy chỉ còn có gì thôi. A gì thôi, AD. Đúng không? Đấy, đây là một cái chú ý nữa. Khi mà thực hiện trừ hay cộng trừ hai vector cộng thì không có gì để nói Trừ người ta bảo là phải chung gốc ở đầu thì mới gạch bỏ sau đó đọc ngược lại Rất tiếc ở đây lại chung nó thành điểm cuối Thế thì đổi từ cộng sang trừ Trừ Nhưng có một điều hơi đều ở chỗ đó là Quái Sao mình thì mình tính ra AD mà sao đáp án lại không có Được chưa em thấy chưa Chết chưa lại chết tập 2 này chết chưa Thế nên nó mới cho hình bình hành Hình bình hành để làm cái gì để em quy đổi những vectơ bằng bằng nhau trong hình bình hành rồi hình vuông hình chữ nhật hình thoi nói chung có rất nhiều cặp vectơ bằng nhau các cặp vectơ bằng nhau là những cặp vectơ cùng hướng cùng độ lớn vậy bây giờ chúng ta xem vectơ AD cùng hướng cùng độ lớn với ai vectơ BC không thể nào sai được chỉ có một cặp này thôi một cặp trời sinh này thôi còn nếu mà nó lại ra cái này thì AB là DC rồi có một cặp trời sinh này thôi như vậy rồi đấy bài toán đi thêm một bước nữa rất vui đó là vector BC hay quá được chưa BC D nhá đấy thỉnh thoảng nó hỏi tí thế để xem xem gọi là mình có tỉnh táo không <laughs> con hiểu không được chưa con hiểu không OK chứ đấy bắt đầu thấy quen hơn rồi đấy ừ. nào ta hiểu chưa phải làm nhiều vào mới có kinh nghiệm được kinh nghiệm là như thế các em ạ chỉ có làm nhiều mới có kinh nghiệm thôi phải chăm nghe bài giảng nhiều năm phụt nào nếu bây giờ em gặp câu này thì em sẽ làm thế nào để cho nó ra nhanh được nhỉ câu này có vẻ vui đấy bốn ý liền mà nó lại còn khác nhau mới sợ chứ bây giờ thầy đố các em làm thế nào câu này ra nhanh được đấy nhiều khi các em đọc để em thấy nó dài quá em sợ đúng không ừ. hình chữ nhật <laughs> lại cấu trúc khác em thấy đầy của thầy đa dạng không? mỗi bài một câu này mà không trúng được nữa thì thôi hình chữ nhật cái nào đúng các em ạ à, với một cái câu mà hỏi nhận định đúng sai này à, em chỉ có cách đọc từng câu một rồi loại trừ thôi đúng không nhỉ ta phải phân tích từng câu một loại trừ đúng đến đâu ta dừng đến đến đó ừ. vẽ hình ra và loại trừ thôi chứ không có cách khác được nào rồi đợi thầy tí nhá đây hình chữ nhật đây a à, b c d đây giả vờ như hình chữ nhật đây của em đây Nào Bây giờ chúng ta đọc từng câu một Bắt đầu nhé Nào đọc từng câu một được chưa Bây giờ mọi người để ý nào <laughs> Nào cả lớp chọn cho thầy đáp án xem nào Nào chọn thử đi Có làm được không Chọn đi có làm được không Bây giờ cả lớp cùng nghe thầy phân tích nhé Nào. Câu A trước độ lớn của vector AB trừ AD bằng độ lớn của AB cộng AD có thật không? Cùng phân tích này Nào tính xem cái bên trong này nó ra vector gì nhé Nào câu A AB trừ AD Úi giời chúng ta nhìn thấy A chưa? Hiệu hai vector chung gốc bỏ gốc luôn <laughs> Được chưa? hiệu hai vectơ trung gốc bỏ gốc luôn, sau đó đọc ngược trở lại. B trừ D thì chính là vectơ uh, DB, à DB. B trừ D là DB. Các em có công nhận là khi B, 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 bây giờ em đang học đến tọa độ vectơ chưa? Em có thấy tọa độ là người ta có lấy sau trừ trước không? Có đấy. Tọa độ người ta có đúng là lấy sau trừ trước không? Đấy. Vậy tọa độ DB chả là B trừ D ư? Hiểu chưa? Đây đây đây, có phát hiện lý thú ra điều này không? Đúng rồi còn gì nữa Chuẩn không? Học đến tọa độ rồi em thấy rất có lý luôn Sau trừ trước, AB là B trừ A À đấy, 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 Thì chả là DB đấy thông minh chưa Em hãy hãy hiểu theo cách của thầy Được chưa? Hiểu theo cách của thầy em sẽ thấy rất đơn giản Ừ đúng là có lý thật Đúng chưa? Đúng là rất có lý Đúng không? Rồi Thế còn AB cộng AD À hình bình hành AB cộng AD Dạ C Chuẩn rồi, hai vectơ trung gốc nhưng mà là cộng thì bình hành rồi. AC Các em thân mến, hai vectơ này nó có độ lớn nó có bằng nhau không? Độ lớn bằng nhau thật chưa? Bằng nhau thật không? Bằng nhau thật chưa cả lớp? Đây là độ lớn của hai cái gì? Hai đường chéo. Độ lớn của DB và độ lớn của AC bằng nhau thật vì trong hình chữ nhật chúng ta có hai đường chéo là bằng nhau. Như vậy câu A may quá đúng luôn rồi. Độ lớn bằng nhau hay đường chéo chuẩn quá rồi À Chốt Mày thế Đúng là mình 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 ăn ở hiền lành Đấy thế nên là ra A luôn may quá xong mình đi về <laughs> Mày thế Được chưa Rồi Bây giờ cả lớp sẽ kiểm chứng tiếp cái câu tiếp theo Câu tiếp theo Bây giờ thích thì kiểm chứng thêm thôi cho cẩn thận thôi nào, vector AC bằng vector BD có thật không? Hai vector này không thể bằng nhau được. Thầy vừa dạy hai vector bằng nhau thì nó phải thỏa mãn điều gì? Hai vector bằng nhau thì nó phải thỏa mãn điều gì? Thứ nhất là nó phải cùng hướng và cái thứ hai là phải cùng độ lớn. Hai bọn này nó chỉ cùng độ lớn thôi, nó đâu đã cùng hướng. Cùng hướng là nó phải như thế này đúng không nhỉ? Đấy nó phải cùng hướng nó phải thế này chứ. Thế theo theo hình chứ. Đấy, như vậy là câu này nhiều bạn đi thi khoanh B là các em sai ngay sai từ vòng gửi xe hai vectơ này không thể bằng nhau được tiếp tổng hợp của ba vectơ AB cộng AC cộng AD liệu có bằng vectơ không không liệu có bằng vectơ không không AB cộng bây giờ mình cộng trước AB cộng AD đi cho nó dễ làm AB cộng AD thì ra AC rồi ôi AC lại còn cộng AC nữa thì bằng hai lần AC chứ chứ sao lại ra vectơ không được cái này điêu toa đúng không tiếp nhá cái D AC trừ AB Thì AA bỏ có phải là bằng BC không Còn bên này BC cộng BD Ôi cái gì ý chứ Cả lớp nhìn bảng BC Mà cộng với BD Ôi giời Hai vectơ này đều thế nhỉ Cùng chung góc B rồi Thì nó phải ra Em phải vẽ một cái hình bình hành mới các em ạ Nó lại ra kiểu thế này này Cả lớp có công nhận là vẽ nó sẽ ra thế này không đây thì nó sẽ sinh ra vectơ B, B này cơ, BE cơ. Các lớp thấy thầy nói đúng không? Đây chúng ta sẽ lấy thêm điểm đối xứng E đối xứng với A qua D chỗ này này. Thì tổng hợp kiểu này thì vẫn phải ra một cái đường chéo này. Thì nó ra BE chứ. Mà cái độ dài của cái BE này và cái BC này nó chả bằng nhau gì cả. Đấy biết nghe là nó sai mà. Đúng như thế không cả lớp? Đấy, đấy độ dài. Như vậy do là chúng ta và mình mà ăn ở tốt một cái nên mình khoanh A luôn đi về. Mày thế. Rồi, như vậy thầy muốn khẳng định với các em đó là hai vectơ à đâu, tức là hai cái độ dài bằng nhau thôi chưa đảm bảo đủ mà nó phải cùng hướng và cùng độ lớn thì mới đảm bảo chuẩn. Các lớp nghe kỹ chưa? Như vậy là chúng ta sẽ chốt được đáp án đó là A là chuẩn luôn. Rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng suy nghĩ và trả lời thử thầy câu hỏi số 6. Đây là một câu hỏi rất hay. Và tất nhiên là không hề dễ thì nào Chưa chắc đã dễ đâu nhá Có rất nhiều câu thầy chú ý Bây giờ Tam giác OAB của em vuông cân tại O OA bằng 4 đơn vị Tính giá trị độ lớn của hai lần vector OA trừ OB Đây là một cái cấu trúc dạng bài rất là hay Đó là cho một hình vẽ ban đầu Có thể là vuông uh, Hoặc là tam giác Hoặc là chữ nhật gì đó Rồi tính độ lớn của một cái vector tổng hợp Là m lần M lần vector OA nào đó Cộng N lần vector o, OB Đây, cách làm chung Của những dạng này là như thế nào Bây giờ cả lớp sẽ cùng suy nghĩ Một phút mặc kệ bắt đầu Rồi, ok, thầy sẽ cho cả lớp trả lời nhé Xin mời, nghĩ đi Rồi các bạn và các em thân mến chúng ta đã trả lời được câu hỏi này chưa? Đây là một câu hỏi rất hay Bình thường thì em sẽ thấy là lúc nãy chúng ta đang tính độ lớn của các vector Mà trong này thường nó sẽ chỉ là sự tổng hiệu của một cái này và một cái kia Có công nhận không? Mọi khi chúng ta chỉ có một vector này cộng một vector kia Hoặc là một vector này trừ một vector kia Thì em sẽ vẽ hình ra là thấy ngay Nhưng bây giờ chúng ta lại có m lần vector này cộng trừ n lần vector kia thì sao? Thực ra thì bài toán này vẫn có thể vẽ hình ra được Nếu mà m lần người này Thì cả lớp chỉ cần kéo dài hai vectơ đó đến m lần thôi Nhưng mà nếu một hai lần thì không sao Chứ để 5, 6 lần, 10 lần thì kéo dài vectơ đó 10 lần sau tổng hợp Thì vẽ cái hình ra nó sẽ hết cả trang vở luôn Bởi vậy như bài toán này chúng ta sẽ không sử dụng vẽ hình để tổng hợp Mọi người hiểu ý của thầy không? Ừ. Chứ bình thường nhé, ví dụ hai người này cộng một người kia em có thể kéo dài vectơ đó ra theo kiểu hai lần rồi tổng hợp Tức là chúng ta vẽ ra một, một cái hình bình hành nó to to ấy, kiểu như thế Cách đó thì được nhưng mà hơi 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 khó. Được chưa? Hơi dài. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái tính chất này rất là hay, đó là ta sẽ sử dụng uh, tích vô hướng. Cái tích vô hướng này mới là hay cả lớp nhá. Học đến tích vô hướng chưa nhỉ? Là cái phần kiến thức cuối cùng đấy. Ừ. Tích vô hướng mới là hay. Thì chúng ta sẽ sử dụng tính chất sau. Tính chất 1 đó là uh, bình phương vô hướng của vectơ thì sẽ bằng bình phương độ lớn của vectơ đó. Ở đây người ta đang tính độ lớn. Đúng không? Thì các em sẽ bình phương lên. Và em sẽ đưa về bình phương vectơ, bình phương vô hướng vectơ, tích vô hướng ấy. Ừ. Cái thứ hai là các em cần nhớ cho thầy một điều, đó là hai vectơ u và v vuông góc với nhau. Thì tích vô hướng của hai vectơ này bằng số 0. Đây là kiến thức thứ hai các em cần nhớ được. Tích vô hướng của hai vectơ vuông góc thì bằng 0. Và cái thứ ba, cách tính về tích vô hướng, thầy nhắc lại luôn. Đó là bằng tích độ lớn tích độ lớn nhân cốt của góc xen giữa hai vectơ UV này. Các lớp nhớ chưa nhỉ? Rồi, đây là một số kiến thức liên quan đến tích vô hướng chúng ta cần nắm được. Thầy nhắc lại này, tích vô hướng của hai vectơ là một con số thì nó được tính bằng tích độ lớn nhân cốt của góc tạo bởi hai vectơ UV đó. Nhìn thấy không nhỉ? Đó, hai vectơ UV đó như thế này. Đây là U, đây là V thì góc tạo bởi UV là góc này. Nó phải chung góc nhé là được. Nếu trong trường đặc biệt bọn chúng vuông góc thì cốt của 90 độ là bằng 0, bởi vậy khi đó tích vô hướng sẽ bằng số 0. Đây là trường đặc biệt vuông góc. Và trong trường hợp nếu hai vectơ U và V này bằng nhau, lúc này chúng ta sẽ có đó là Uh, u nhân u là u bình phương thì lúc này nó sẽ trở thành độ lớn u nhân độ lớn u nó sẽ thành độ lớn u bình phương Thế tất cả đều suy ra từ cái này mà thôi các lớp hiểu cách tóm tắt kiến thức giống như thầy chưa đó hai cái này được suy ra là từ cái gốc này ta nắm được chưa đấy đấy là lý do tại sao bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài ta hiểu được rồi nhé đó rồi như vậy ở đây thầy sẽ sử dụng cái tính chất đầu tiên này này đó, giờ tí nữa bắt đầu chúng ta sẽ chuyển qua các cái này. Bây giờ thầy sẽ làm như sau, cái lớp để ý. Ở đây đang là độ lớn, em nhìn thấy cái dấu giá trị tuyệt đối không? Độ lớn, em sẽ bình phương lên. Thì bình phương của hai lần vectơ OA trừ vectơ OB giờ bình phương lên. Thì thực ra chính là bằng cái này chính là bằng hai lần vectơ OA trừ vectơ OB tất cả bình phương. Vì cái này thì nó tính ra tổng hợp vectơ nó cũng chỉ là một vectơ thôi. Cộng chứ vectơ chỉ là vector. Như vậy sẽ bằng vectơ đó bình phương, bình phương vô hướng. Và lúc này em sẽ phân tích giống như kiểu hàng đẳng thức là em sẽ thành công. các là có hiểu phân tích hàng đẳng thức không? Phân tích hàng đẳng thức chúng ta có như sau. 2 lần OA chứ OB tất cả bình thì sẽ bằng 2 OA bình lên là bằng 4 lần OA bình. Trừ 2AB tức là trừ đi 4 lần tích vô hướng của OA OB nhân ở à đâu cộng tiếp với bình phương của vectơ OB thế thì em để ý ở đây bình phương OA và bình phương OB vectơ thầy bỏ luôn tại vì theo lý thuyết dạy này Đây, ta chứng minh được rồi bình phương vectơ cũng chính là bình phương độ lớn thì mình viết luôn thành 4 OA bình không cho nên nhanh chỗ này là OB bình này và các em lại thấy một điều như sau cái tam giác cái tam giác OAB này của em là tam giác vuông cân tại O OAB vuông cân Tức là OA bằng OB cùng bằng 4 đơn vị Thế thì góc O này của em là 90 độ là vuông góc Thì tích vô hướng của hai vector OA OB này Em thấy nó vuông góc rồi nhá 90 độ đúng không? Em điền vào công thức này hay là điền vào cái này luôn cũng được Thì chắc chắn nó sẽ bằng số gì? Số 0 Đấy bằng số 0 Chính vì thế em bỏ cái này luôn Và cuối cùng em chỉ cần thay số là xong Tức là 4 nhân với 4 bình Cộng với 4 bình nữa Thế là ra 80 Đấy Nó nhanh nhanh ở chỗ này Thì các cái bài nào có cái dấu hiệu như là Vuông, cân, đều gì đó Vân vân Thì rất hay người ta sẽ sử dụng cái này Vì em sẽ biết được cái góc giữa hai vectơ ý Thì em sẽ làm được bài ấy đúng không Thì em chỉ cần tìm đủ được hai cạnh đó Độ dài của nó và góc xen giữa Là sẽ giải quyết được bài toán này Không cần phải vẽ hình Chỉ là vẽ hình ra cũng được Nhưng mà lâu lắm thì bây mọi khi nếu bây giờ mà nó lại không có số 2 này thì thầy nói thật thì nó lại dễ quá nếu nó không có số 2 này thì OA chứ OB nó ra BA luôn Thì thôi thầy xong từ lâu Thì thầy mà làm Nếu mà chỗ đó mà nó lại ra AB luôn Thì thầy sẽ khoanh luôn ở 4 căn 2 Thầy đi về luôn thì câu đó lại dễ Còn nó mà có MN này Thì cả lớp lên là cái cách này của thầy Đấy ta nhớ chưa Gọi là sử dụng tính chất tích vô hướng Cái này là cái quan trọng nhá chưa? Rồi như vậy Có khi ra 80 đây rồi Thì cả lớp sẽ quay trở lại với việc đó là cả lớp khai căn trở lại khai căn trở lại thì cả lớp cũng bấm căn 80 thì chúng ta sẽ có được kết quả là 4 căn 5. Vậy mọi người sẽ khoanh được đáp án A. Bạn nào ra A rồi thì em trả lời nhé. Có bạn nào ra A lúc nãy không? Thầy thấy câu này không nhiều bạn trả lời được đâu. <laughs> đúng không? Có bạn nào ít bạn trả lời được câu này đúng không? Vì cái này mới hơn một tí. Đó, như vậy là chúng ta lại có thêm một cái kinh nghiệm mới để làm bài rồi đúng không? Ờ, các em lớp 10 tất nhiên là chúng ta có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm đặc biệt đối với kiến thức mới này, nhưng mà chúng ta cứ mỗi ngày tiếp thu một tí kiến thức này thầy nghĩ là học mãi nó phải hết nhất là phải cho cái phần này của em trong hình này của em không thể có chuyện là nhiều quá được đúng không làm nhiều tự nhiên là so quen hết bây giờ chúng ta quay trở lại với một số câu hỏi về tọa độ nhé tọa độ chính ra cũng rất là dễ tọa độ tính toán nhiều là quen thôi cái tọa độ này thì thầy thấy tính nó rất là hay làm nhiều thấy cái cái này nó rất là dễ đúng không chính là nhiều bạn làm được cái tọa độ này nào tọa độ thì người ta hay hỏi những cái gì người ta sẽ cho em ba đỉnh của một tam giác ABC và người ta sẽ hỏi em một số yếu tố như chứng minh tại sao ba đỉnh lập thành tam giác rồi tính tọa độ trung điểm trọng tâm tính các góc của tam giác và tính diện tích tam giác đó người ta hay hỏi một số cái, cái cái đặc trưng như vậy thì chúng ta có thể xem cho thầy ở trên khóa học của tuyển sinh 247.com đặc biệt là về bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì phần này thầy đã hướng dẫn và dạy cho các em rất là đầy đủ chi tiết không chỉ các cái lý thuyết ở uh, trong sách mà ngoài ra thầy cũng đã cố gắng làm thế nào để cho chúng ta dễ hiểu được nhất theo các cái phương pháp kinh nghiệm nhanh của thầy đồng thời trên này của chúng ta cũng đã có đầy đủ uh, các cái uh, lời giải dành cho các cái bài tập của các em có hết luôn đó do năm nay là chương trình mới vậy nên là thầy đã làm hướng dẫn mới tất cả lại cẩn thận từ đầu bởi vậy nếu bạn nào chúng ta theo dõi các bài trên này thì chắc chắn là các em sẽ học được thêm rất nhiều các kinh nghiệm mà kể cả ở lớp hoặc là trên sách vở tài liệu chúng ta không thể có được thầy tự tin về điều này các em nhé đó ngoài ra thì trên này cũng có một hệ thống rất là nhiều các cái bài tập phong phú và đa dạng chúng ta có thể lên đây để uh, luyện đề đó và có gì khó khăn thì sẽ được cái đội ngũ tư vấn Ờ, chuyên môn ở dưới sẽ giúp đỡ cho các em, đó rất là nhiệt tình. ở dưới thầy thấy có nhiều bạn nhé, không phải là bài của thầy, thế mà nhiều bài bạn các thứ ở lớp cứ đem lên hỏi một đống, nhưng mà vẫn sẽ được trợ uh, giúp Và rất là kỹ càng, các em yên tâm nhé, đó. nhưng mà các em cũng phải tự làm đấy nhá Chứ đừng có nhiều câu thầy thấy nó đơn giản dễ quá mà cũng cái gì cũng đem lên hỏi, mình phải tự động não suy nghĩ trước nếu mà thấy bế tắc chỗ nào đó thì mới lên hỏi nhé được chưa chứ mình phải tự tin lên nhiều bạn cứ động tay vào làm hết một tí là sợ sai không biết là ngày xưa các em thành sợ các em ngày xưa chắc là học kiểu gì hay là các thầy cô cứ dọa thế nào hay các thầy cô chửi nhiều mà bây giờ mà cứ động vào cái gì là cứ sợ sai em phải động tay vào làm không ai đánh giá em cả đâu yên tâm trái đánh giá cả học là cả một cái quá trình để còn tiến bộ và thành công đúng không chứ không ai em bây giờ em không làm được một bài này thầy đâu có chê là em ngu em dốt đâu em phải sợ không phải lo được chưa quan trọng là chúng ta rèn luyện được cái không chỉ nắm được kiến thức một cách dễ dàng ấy, làm thế nào để cho nó dễ hiểu nhất mà chúng ta phải làm thế nào cho nó được thành thạo thì cái đó là một quá trình nó dù có ai đẻ ra nó giỏi sẵn được đâu đúng nhỉ? nhất là mấy cái này rất là mới và khó đẻ ra mà giỏi được luôn cái này thì có bà tài thánh đấy thế nên các em cứ tự tin bình tĩnh mà hỏi không uh, nói chung là chịu khó hỏi một tí thì cũng hỏi một uh, người mình kể cả mình người khác người ta mắng là gì thì cũng kệ đi người ta mà người ta mắng thì người ta khẩu nghiệp kệ người ta hiểu không đó thà chịu mang tiếng là rốt một tí nhưng mà đi hỏi thì về sau sẽ thông suốt ra còn hơn là rốt suốt đời thầy nói thật đúng không đúng chưa có người chỉ ra cho là, 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 tự nhiên hiểu được nghe các em lớp 10 thầy nghĩ bây giờ đầu óc của chúng ta vẫn rất là thông minh sáng láng các em hiểu nhanh ấy mà trải qua nhiều khi là kem chủ quan hoặc là kem lười thôi chứ thầy hoàn toàn tin tưởng vào các em, bây giờ thầy, thầy thầy nghĩ là các em hoàn toàn làm được đúng không nhỉ bây giờ chúng ta còn, còn, còn trẻ con khỏe đúng không chúng ta còn học được nhiều thứ chứ mấy cái này ăn thua gì mấy cái này nó không có gì cả đâu thầy nói thật kem còn học được thêm rất nhiều thứ khác nữa thì các cái này có cái gì mà các em không làm được em có công nhận không đó đặc biệt là có thầy hướng dẫn rồi thế còn lo gì nữa có thầy hướng dẫn cho rất là cẩn thận chi tiết trên đó rồi nên chúng ta không phải sợ gì cả các em nhé đó cẩn thận thì chúng ta nên đăng ký cho mình các khóa học ở trên tuần 47 com thầy tin tưởng là chắc chắn em sẽ tiến bộ yên tâm được chưa không tiến bộ á à? thầy bảo tuyển sinh giả lại tiền phải lo được chưa chắc chắn là phải tiến bộ thì mới nhiều bạn theo học được các em phải nhớ là như thế mình phải là người trải nghiệm mình mới biết được được không nhỉ đó thì mới nhiều người cái không thì tại sao người ta lại rất nhiều người người ta lại học học theo các thầy cô trên này đấy ví dụ như thế đúng không người đấy cái gì nó cũng phải có lý do chứ đấy thì ta có thể lên đăng ký các khóa học của thầy cô trên này câu 7 à, người ta cho em tam giác abc rồi à nhưng mà người ta lại cho em a và b thôi người ta giấu c rồi bây giờ người ta cho cho trọng tâm g bây giờ tìm c thế nào cả lớp mọi người có nhầm được không mọi người có nhầm được không cả lớp có công nhận với thầy một điều là tính trung điểm của đoạn thẳng thì cộng lại chia đôi không ừ. còn trọng tâm của tam giác thì hình như là cộng lại chia 3 thì thế theo lý luận là cộng lại chia 3 thì chúng ta sẽ có như sau g của các em g của các em thì có phải là bằng a cộng b cộng c chia ba không cả lớp cứ viết theo thầy thế này nhá thầy bảo sao là cứ nghe theo như thế chắc chắn một thời gian sau là sẽ quen và nhanh thầy chỉ viết thế này thôi nhiều bạn ra lớp nó cứ viết thế này cũng được cẩn thận quá nhưng mà hơi dài thầy thầy xg bằng xa cộng xb cộng xc thầy ơi chia 3 Ừ nhưng mà thuộc rồi thì thôi chứ, được chứ? Làm tự luận em có thể làm cẩn thận ra nhưng mà em nên nhớ là nếu mà trắc nghiệm nhiều khi phải làm nhanh lắm Em phải chắc chắn được chưa thì mấy cái này thì em không cần ghi cũng được nó dài lắm Thì em viết luôn thế này giống thầy Thì có phải nó nó thành giải nhanh không? Mỗi một cái em chỉ cần nhanh đi một tí là tự nhiên em sẽ thành siêu nhân Thế nói thật, em cứ mỗi lần em nhanh đi một tí Em bảo về sau em nhìn vấn đề nó sẽ dễ ngay Nó thành siêu nhân ngay Thế từ đây khi viết giống như thầy thế này Em thích tìm ai thì tìm, em sẽ rút ra Nó dễ hơn Thì từ đây em rút cái C này ra Thì C của em giống như kiểu nhân đại số ấy Em sẽ có 3G Trừ A, trừ B Đây em viết thế này này, thì nó sẽ hay hơn và nhanh hơn Em thích tính ai thì tính Về sau sẽ tính nó dễ hơn Còn bây giờ nhá, em viết một cách tràn lan ra Một đống xong rồi có những cái thực ra chả cần nhưng mà em cứ viết ra cho đầy đủ thì cũng được đấy nhưng phải tùy vào từng tình huống thì em sẽ viết thế này giống thầy em cứ làm cho xem đảm bảo nó nhanh cực kỳ luôn đấy là kinh nghiệm của các thầy cô đi dạy đi dạy hiểu chưa rồi sau khi có cái này rồi mọi người nhân lên thì chúng ta sẽ giải quyết rất là đơn giản nhẹ nhàng đấy đúng không viết thế này thôi thầy chắc chắn luôn nếu mà bạn nào không phải học sinh của thầy thì thầy sẽ không dạy cho cái này đâu Hằng ngày em có viết cái này không? Không, em viết cái gì ý chứ Mà bình thường ở lớp mọi người có làm thế không? Cũng không luôn Chúng ta phải có luôn các cái lối đi riêng dành cho mình các em ạ Được chưa? Thế em mới thành công, em có muốn là thành công không? Đấy Em, 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 em có muốn là thủ khoa không? Em có muốn thành công không? Em cũng muốn chinh phục được các cái kiến thức này là nhanh chóng dễ dàng không? Em phải học theo các thầy cô Được chưa? Em phải học theo thầy Đó, được chưa? Được chưa? Đấy, thì tự nhiên sẽ rất dễ Mọi người sẽ tính ra được ngay đó là 4 trừ 5 Hết tuồng Giờ thầy nhẩm thử cho cả lớp nhé. Ừ. 3 x 2 là 6. 6 trừ, trừ -2 là 8. 8 trừ 4 còn còn 4. 4 đây, đấy. Tiếp tục nhé. 3 nhân trừ -1 là trừ -3. Trừ -3 tiếp tục trừ -3 nữa là trừ -6. Trừ -6 trừ, trừ -1 tức là trừ -6 cộng 1. Thế tức là trừ -5 thôi. Đấy chứ Thầy nhẩm một tí cho thầy ra luôn. 4 trừ 5. Không thể sai được. Thì nếu mà chúng ta biết làm theo các cách của thầy thì chúng ta chỉ khoảng 3 giây, 5 giây Còn nếu không là em ngồi loay hoay Ôi thầy nói thật, rồi em làm có khi vừa dài mà có khi vẫn sai Đằng sau những nụ cười vô tri Rồi rồi toàn một điểm cả lũ, có những câu tưởng dễ nhầm hết Thầy nói thật được chưa Đằng sau những nụ cười vô tri rồi mãi toàn một với hai hết Rồi ta, tao xa chuyển sang câu 8 nhé Câu này thì sao? Cho một phẳng tọa độ OXY, cho AB rồi tìm M thuộc trên trục hoành để ba điểm ABM thẳng hàng. Rồi bên này keyword của chúng ta chính là thẳng hàng đấy. Thẳng hàng thì sao cả lớp nhỉ? Thẳng hàng thì sao nhỉ? Cả lớp có nhớ thẳng hàng thì ta suy ra điều gì không? Ta đang học vector nhá. Từ vector này ta có thể liên quan đến chứng minh thẳng hàng rồi chứng minh vuông góc rồi chứng minh song song đấy cả lớp khi mà thẳng hàng thì các vectơ nào nó có mối quan hệ gì nhỉ? A B M giả vờ thế này đi. A B M thẳng hàng rồi đấy. Thì khi quy đổi sang vectơ ta sẽ thấy ngay vectơ AB và vectơ AM là cùng gì? Cùng phương. Thời gian chỉ cần cùng phương thôi, còn cùng chiều hay không không quan trọng. Tại vì giá của bọn này, giá của vectơ AB và AM là cùng giá, tức là giá trùng nhau giá song song hoặc trùng nhau thì là cùng phương còn thực ra nó có cùng chiều hay không không quan trọng tại vì nếu mà m nằm ngoài thì nó abm cùng chiều nhưng nếu bây giờ thầy giả sử nếu như mà m nằm giữa ab thì abm m nằm giữa ab thì vẫn cùng phương cùng chiều nhưng nếu như m nằm sang bên tay này abm thì nó có thể ngược chiều vậy nên không cần phải quan tâm về mặt chiều hướng chỉ cần biết thẳng hàng thì là cùng phương là được. Vậy hai vectơ cùng phương thì em sẽ lập tỷ lệ ra hoành trên hoành sẽ phải bằng tung trên tung. Vậy lúc này chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm M ra để tính các em nhé. Điểm M thuộc trục hoành có nghĩa là nó chỉ có hoành độ thôi, còn tung độ của nó bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ gọi điểm M có tọa độ A0 nào đó. Bây giờ bản chất ta đi tìm A là hoành độ. Mọi người chỉ cần tính hai vectơ đó là vectơ AB và vectơ AM rồi lập tỷ lệ là xong Là nó sẽ cùng phương Vậy ta ghi cho thầy nhé Bản chất là tính hai vectơ AB và AM Nó sẽ cùng phương nhé Đây em chỉ cần nói được Cái kiến thức quan trọng suy si ra từ đây là gì Còn cái việc giải thầy sẽ hướng dẫn cho em Đây là kiến thức này Cùng phương AB tính vectơ sau trừ trước 4 trừ 3 bằng 1 5 trừ trừ 2 bằng 7. Tính cho nó đúng nhá. Cho nên mà tính sai là thôi rồi nó không có nên cơm cháo gì nữa đâu, nó nói thật thầy nói thật là không còn gì để nói đâu. Tính cho nó đúng nhá, được chưa? Còn AM AM lấy M M chữ A. A 3. Còn lấy 0 trừ -2 tức là 2. Rồi ok. Bây giờ để ba bọn này thẳng hàng thì hai vectơ này sẽ cùng phương. Thầy viết thế nào cả lớp cứ viết theo đúng là như thế nhé ừ. Kể cả tự luận hay trắc nghiệm Viết thế này Không ai làm gì được cả Là 10 không ai bắt bẻ đâu phải lo Cùng phương Cùng phương thì vector này bằng k lần vector kia Có nghĩa là nói một cách tương đối thì sẽ là tỷ lệ Các em chỉ cần lập tỷ lệ hoành trên hoành Bằng tung trên tung là xong Hoành trên hoành là thế nào? Là A 3 trên 1 Bằng tung trên tung là 2 trên 7 nếu mà vector nào mà có cái số 0 nhá thì các lớp phải để cái vector ý ở trên, đừng để nó ở dưới vì ở dưới là nó không chia được. Nguyên tắc là thế. Các lớp nhân chéo. Nhân chéo lên. Nhân chéo thế nào nó nhân chéo có hiểu không? Vì sao lớp 9 ấy phải biết rồi đúng không? Ừ. Nhân chéo lên có phải là bằng uh, 7a trừ đi uh, 21 bằng 2 đúng không? Ừ như vậy là 7a bằng 23. Các em có suy ra 23/7 không? Ừ. Vậy đáp án của chúng mình sẽ chọn là D Bạn nào chọn D thì chúc mừng nhé Chọn D là chuẩn Chọn D giúp thầy Chọn D Ở đây thầy đang cho trục hoành Nếu trục tung có làm được không? Trục tung tương tự nhé Nếu mà điểm M thuộc trục tung OI Thì điểm M là um, Thế thì thuộc trên trục OX Thì cho Y bằng 0 Mà thuộc trên trục OI Thì cho X bằng 0 Thì lúc này nó trở thành không a ghi kinh nghiệm này vào thì còn làm bài nhá có cái việc tính toán hơn với vector này làm được đúng không thế bây giờ dùng abam thì bây giờ dùng babm có được không vẫn được miễn là em cho nó có cái chung gốc rồi được babm được mamb được chả sao miễn là có một cái gốc nào đấy được nhớ nhá chứ có phải là thầy bảo A, B, A, M rồi mai bạn em làm khác thì làm sai đâu phải mở rộng ra nhiều cách vào nhớ chưa thì mới thực sự là đúng bản chất chứ đừng có thuộc thuộc quá là không ổn đâu nên lên trên này em có thấy là nhiều dạng bài không Được chưa nhiều bài lắm nếu mà mình cứ học thuộc a à, chắc cả đời trở thuộc hết mình phải tự tư duy được em ạ à. biết thế nào là đúng thế nào là sai nhớ chưa không là cứ làm giống nhau rồi mai sai giống nhau hết cả loạt thật đấy được chưa con có hiểu gì không đó con có hiểu không Ừ nếu mà em cảm thấy chỗ nào chưa chắc em nên hỏi thầy cô hỏi anh chị hỏi các thứ thì mọi người tại vì em mới học em thể em chưa thể biết được là cái cách nghĩ của mình là đúng hay sai em chưa tự tin đúng không? thầy chắc chắn luôn được chưa? em chưa tự tin thế nên là em mới không dám viết không dám làm thế nên là em mới toàn một điểm em mới toàn điểm. thế nên là em không chắc em phải hỏi ngay thì các thầy cô sẽ trả lời cho các em luôn. thế từ đó em mới định hướng được kiến thức được chứ bây giờ mà cứ cái gì cũng không chắc cái gì loay hoay đến cái ngày thi thì mới biết đời đến ngày thi cái gì cũng không chắc thì không thi được là đúng rồi được chưa? không tự tin cái gì phải hỏi ngay giống như là em đang có cái gì thắc mắc ở trong lòng nó phải nói luôn để cho thích gì phải nói nói luôn chứ nếu không cứ giấu giấu ở trong đầu cứ giấu dốt là chết được chưa chết ấy, chết luôn thế nên là, là là có cái gì không biết em phải hỏi ngay tại vì các cái lớp dưới này chả ai người ta đánh giá đâu mà phải lo không phải lo trừ khi thi đại học rồi lớn rồi không sao các em lớp dưới này đang trong quá trình tích lũy đúc rút kinh nghiệm sai thì mình sửa có một cái câu rất vui mà thầy hay nói với học sinh sai thì mình sửa mà chữa rồi thì phải đẻ <laughs> Sai thì mình sửa mà chữa thì mình đẻ thôi Tuy là hơi thô một tí nhưng mà nó thật Đúng như thế thật Đúng chưa thì giờ, thì Sai thì không sửa Sai thì sao Thì chữa thì không đẻ à Chứ còn gì nữa ở đây đây đấy Không phải sợ đâu kia Thầy nói thế không có nghĩa là thầy bảo là các em uh, Này nọ nhá Đúng chưa Lỡ mà có sai thì phải sửa thôi Chứ chả ai tránh được lỗi sai cả ừ. Đúng chưa con hiểu ý rồi nhá. Đó, xong nhá. Rồi. Rồi, nhớ lời thầy dặn nhá, cứ bình tĩnh tự tin và làm chứ không phải sợ. Chứ hơi một tí là thầy thấy là nhiều bạn nó sợ chết như hồi nhiều, nhiều bạn cứ giữ được cái tư, cứ giữ cái tư tưởng như hồi học năm lớp 9 lên ấy, sợ chết quá. Động vào làm hơi một tí là sợ sai rồi sợ người ta chê là là là, là rốt rồi hơi một tí. <laughs> được chưa? Ai chê rốt mình cảm ơn, được chưa nhỉ? Mình học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Thì phía sau mình sẽ hết thôi, không có gì cả. <laughs> à, có hai điểm AB, tính độ dài đoạn thẳng. À, cái này một câu hỏi khá là quen, đúng không nhỉ? Hỏi khá là quen. Tính độ dài đoạn thẳng. Thì chúng ta sẽ lấy cho thầy sau trừ trước tất cả bình, rồi khai căn là xong. Thầy sẽ chép lại cho chúng ta công thức. Độ dài của đoạn thẳng AB cũng chính là bằng độ lớn của vectơ AB và bằng căn bậc 2 của sau trừ trước có nghĩa là XB trừ XA tất cả bình cộng YB trừ YA tất cả bình. cả lớp thay số vào cho thầy là xong. Cái này nhiều bạn từ năm cấp 2 thì chúng ta đã biết rồi đấy. Hồi mà chúng ta học các cái bài về hàm số bậc nhất, bậc hai thì một số bài tọa độ này thì thầy nhớ một số bạn hồi lớp 9 khi đi thi vào cấp 3 thì các em cũng đã biết đến điều này có điều là hồi đó các em chưa học thông qua vector thôi nhưng mà các thầy cô lúc đó là có thể cho phép em thừa nhận cái này và có thể tính luôn bây giờ thì chúng ta đã chứng minh được rồi đúng không nhỉ bây giờ ta chứng minh được rồi đúng không đó vậy bây giờ chúng ta thay số vào cho thầy một trừ trừ ba tức là một cộng ba tất cả bình cộng với 4 trừ đi 2 tất bình. Cả lớp sẽ thấy 3 cộng 1 là 4, 4 bình phương là 16, 16 cộng với 2 bình là 4 nữa, như vậy là căn 20. Căn 20 thì bằng căn bậc 2 của 4 x 5. Vậy 4 thì khai căn được, em đẩy ra ngoài thì chúng ta có ngay là 2 căn 5. Hoặc là em có thể bấm vào trong máy tính, hay bấm căn 20 thì nó hiện ra thôi. Ừ. Vậy cả lớp sẽ chọn cho thầy đáp án B Được chưa nhỉ? Đó, đáp án B nhé Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 10 Một câu hỏi rất là quen thuộc và chắc chắn là sẽ có trong đề của các em Đó là tính tổng hiệu các vector theo tọa độ Ở đây mình có một tam giác ABC ABC biết rồi Bây giờ mình sẽ tính cho thầy tọa độ vector U Bằng trừ 2 lần trừ 2 lần vectơ AB trừ 2 lần vectơ AB rồi cộng vectơ BC. Câu này thì các em sẽ tính rõ cho thầy hai vector AB AC ra sau đó chúng ta sẽ lấy hoành cộng hoành tung cộng tung thôi. Chỗ này người ta lấy trừ 2 lần thế là xong cả lớp nhẩm ra một tí là ra. Câu này thì không khó. Mọi người thử tính cho thầy câu này xem ra bao nhiêu nhé. Nào, một phút làm bài bắt đầu. Câu này là ăn được điểm rồi đúng không? Ừ vì một số cái câu tọa độ này là cho điểm đấy, nên là mình tính cẩn thận là được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài đi, Xong rồi thầy sẽ chữa cho. Cái này không khó đúng không? Ừ, cái này làm được, cái này làm được. Các lớp trả lời xem đáp án nào. Ở đây thì thầy nghi ngờ hai đáp án đó là A hoặc là D vì bọn nó gần giống nhau, cái gì gần giống nhau là thầy nghi ngay kinh nghiệm cả đấy các em có cái nào mà nó khác hẳn nghe trông lạ lắm không thường cái nào mà nó gần gần giống nhau hoặc là nó thiếu thiếu đủ đủ một tí thôi ấy. ở đấy là những cái đáp án đó là người ta đang, đang 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 lừa ừ. đấy là kinh nghiệm kể cả mình không biết làm mình cũng không mình cũng phải có cơ sở để khoanh vừa nhá chứ không phải là tất nhiên là thầy không bao giờ khuyến khích em khoanh bừa cả đấy chưa vì những câu này không đáng để khoanh bừa kiến thức nó rất đơn giản thôi trừ câu nào quá khó thì thầy không kịp thì thầy mới nói còn những cái câu này chúng ta hoàn toàn có thể có tư duy để có thể khoanh được thế tất nhiên ở đây nếu mà có khoanh ý, thì cũng chỉ khoanh cái này hoặc là cái này thôi Thầy dặn thế nào giờ cứ thế làm theo nhé, về sau sẽ thấy Cái gì thời gian nó sẽ...sẽ...sẽ...sẽ...sẽ...sẽ sẽ, 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 sẽ biết hết Em cứ làm theo thầy mà xem Được chưa? Rồi, cả lớp chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái nào nhỉ? Cả lớp trả lời nhé ừ. Mọi người tính ra A hả? Ờ, à, chúc mừng các em nghe có vẻ giống A nhỉ? Bây giờ ta cùng làm nhé. A à, được đấy. Nào, A xem nào xem có đúng không? Đầu tiên tính vector AB trước. Chúng ta lấy B chữ A. B chữ A. 3 1 là thành cộng, tức là 4. Chữ à, trừ 1 trừ 2 là trừ 3 Chuẩn rồi nhá ừ. BC các em sẽ lấy C trừ B 2 trừ 3 là âm 1 3 trừ trừ 1 là 4 Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy trừ 2 lần người này rồi cộng người kia Nhẩm trong đầu thôi nói ra Trừ 2 nhân 4 là trừ 8 Trừ 8 tí nữa trừ 1 nữa là trừ 9 Ok Tiếp Trừ 2 nhân với trừ 3 là 6 6 cộng với 4 là 10 Đúng chưa? Cứ bình tĩnh mà làm, không bao giờ sai, yên tâm Cứ làm, nếu mà một là không chắc kiến thức hay là làm vội, làm vàng, làm ẩu thôi thì mới sai Chứ cứ cẩn thận á, à, không bao giờ sai Thầy là thầy rất quen cẩn thận rồi Được chưa? Thầy rất là cẩn thận rồi nếu mà... Thầy mà cẩn thận số 2 không ai số 1 được Được chưa? Yên tâm mà học không phải lo Nhớ nhá, được chưa? Ở đây bạn nào kể cả có yếu thì cũng bình tĩnh mà làm tại vì thầy thầy không biết là là các bạn của em thì có hướng dẫn được cho em như thầy không thì chắc không đâu. Chắc em chỉ cần nhầm tí thì chắc là nó bỏ luôn. <laughs> được chưa? Được chưa? Các bạn em thì không thể nào mà kiên nhẫn được như các thầy cô được được chưa? Em mà nhầm một tí là nó chê em ngu ngay. Được chưa? Được chưa? Rồi, được chưa? Rồi, bây giờ câu hỏi 11 Câu này có vẻ vui đấy Xem bao nhiêu bạn trả lời được câu này <laughs> Nào Tam giác của em đều cạnh A Trọng tâm G Tính độ lớn của vectơ Được chưa? Gà anh cộng 2 lần gà bố Cộng 2 lần gà con <laughs> Được chưa? Làm thử đi được chưa? Các em làm thử đi Xem có ra không? Câu này vui đấy Được chưa? Câu này vui Nào, làm thử đi Rồi ta suy nghĩ như thế nào để ra được câu này vậy? Ở đây có, có bạn nào đã làm được ra thầy sẽ cho suy nghĩ một tí nhá. Ừ. Bình tĩnh mà làm, không phải vội. Ừ. Thầy đang rất bình tĩnh. <laughs> thấy chưa? Làm được không? Không, những câu này là phải làm được rồi. Học cái tổng hợp mấy cái vector này là phải làm được rồi, sẽ còn chưa học đến gì nữa, bây giờ học đến rồi đấy. Ừ. Bây giờ nó học đến rồi, bạn nào chưa học đến thì thầy thấy nghe có vẻ hơi chậm đấy nhỉ bây giờ là đến rồi còn gì nữa đúng không cái này mới học thì thấy là khó Chứ không phải dễ đâu một số bạn bảo thưa thầy là cái này khó hay dễ cái này vừa mới vừa lạ không dễ cảm nhận chung của các bạn học sinh là không dễ dễ trượt đấy <laughs> dễ nhưng mà là dễ trượt đấy em có hỏi các bạn mà xem ừ. xem là mày thấy phần nào khó nhất thì nó biết ngay phần vector còn các cái phần khác em tính toán thì chắc là ngon lành ok rồi các bài khác thì thầy không thấy nhiều khó khăn thắc mắc Thầy thấy nhiều thắc mắc nhất ở các cái bài này này Dễ như là dễ trượt <laughs> Được chưa? Được chưa? Được chưa? Mới đầu học thì em sẽ thấy vừa mới vừa lạ khó thật Đúng không? Mới đầu em sẽ thấy nó hơi khó thôi Nhưng càng học về sau mới thấy là nó khó thật <laughs> Được chưa? Rồi rồi ok Ừ dễ à? Trả lời đi ta chưa thấy chuyện đứa nào trả lời cả <laughs> thấy <laughs> chưa <laughs> toàn mõm thấy <laughs> chưa toàn mõm thôi <laughs> toàn mõm thôi thầy không tin em cứ thử trả lời xem thì nhìn một câu thì biết ngay mà các thầy cô thì thực, ra chỉ cần trông nhìn học sinh một phát trông mặt bắt hình rong nhìn một phát xem thông qua một bài là biết ngay học sinh kiến thức đến đâu các thầy cô rõ lắm nhìn là biết ngay thế nên là mới đưa ra được cho em các cái lời khuyên rất rõ ràng là phải học thế nào được chưa? Thầy nhìn một phát rồi thầy biết ngay thế nào ngay ừ. Trả lời nhanh thế nhé Được chưa? Đáp án là gì cả lớp? Các em nhớ chia sẻ bài giảng về nhé Được chưa? Tại vì uh, Tuy là uh, Gọi là gì ấy nhỉ Hôm nay là có thời gian like thế này thôi Nhưng mà do là thầy phải dạy rất là nhiều lớp Cả 10, 11, 12 Nên có phải lúc nào cũng có thời gian để dành được cho Riêng mỗi các bạn nhiều hơn được Bởi vậy mà khi mà có các bài giảng của thầy thì thầy mong là các em sẽ gọi là gì ấy nhỉ? Cố gắng làm sao chúng ta sẽ biết cách gọi là quý trọng bài giảng và chúng ta biết cách làm sao để tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ bài giảng nhất. Nhớ nhá. Đúng không? Đó. Cứ làm theo lời thầy, thầy dặn thế nào làm theo thế là chắc chắn điểm cao. Đừng có làm khác lời thầy. Nếu có thêm cái khác thì phải hỏi han hoặc là có thắc mắc thì hỏi thôi. Đừng lên làm trái lời thầy, thầy dặn rồi, nhớ như thế. Không lẽ thầy ơi, hôm qua em thấy câu này giống y hệt bài của thầy, nhưng cái bạn bên cạnh em thấy vừa đẹp trai vừa học giỏi nó khoanh khác em nghe theo bạn đó chết cả lũ <laughs> thầy dặn rồi không nghe theo về sau chết cả lũ chết không kịp ngáp đừng kêu nhớ đấy ừ. thấy bạn này có vẻ uy tín lắm thầy ạ nó thường làm vậy đúng mà nhưng không ngờ lúc đó làm sai nó làm khắc thầy là có vấn đề rồi được em phải thắc mắc nghe ngay nghe lúc đó em phải làm theo thầy được chưa thầy dặn như thế nào rồi có thể làm theo thì thầy mới cứu được cho thì đã học mà không còn không nghe theo người khác mà không tin tưởng thì tốt nhất không học được chưa nhớ ấy thế được chưa các em này hay kiểu như là dạy trai dạy gái lắm thầy lạ gì đó học thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bò đội nón đấy nhưng mà nhìn bài thì giỏi lắm rồi thấy mặt bạn bên cạnh nhìn theo kiểu là uy tín kiểu kiểu ý <laughs> tao thấy đứa này nó học mày ơi tao thấy hôm qua tao vào phòng thi tao thấy cái đứa này nó chăm học lắm được chưa tao tao thấy nó nó mở sách mở vở ra học suốt từ đầu cho đến lúc chuẩn bị vào phòng thi rồi tao thấy mắt nó lại còn thâm thâm như là kiểu là thức đêm học bài Tao nghĩ là uy tín tao lại ngồi cạnh nó Xong chép vào xong về sau Sai hết hơn nữa Rồi về điểm của mình còn cao hơn điểm của nó Về nhà mới mình... nãy chửi Thật đấy Chưa biết được đâu thầy nói thật Chưa biết được đâu Chả tin ai cả Người ta bảo không có tin trai gái nào cả Thấy chưa Nhớ nhá, thầy dặn rồi đấy ừ chưa chắc đâu em ăn ở tốt không sao em em mà cứ ăn ở kiểu gì ấy, ấy chờ nhân phẩm thế nào ấy xong rồi sai hết khoanh 10 câu bừa bừa sai hết cả người thầy thầy nói thật cho các em xem mà xem chỉ tự mình cứu mình là tốt nhất thôi các em chả trông chờ vào ai được cứ mình là chủ động là tốt nhất được chưa chả nên trông chờ vào ai cả số nhiều khi đồng đội nó cũng ngu như bò ấy không trông chờ vào ai được đừng 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 chưa con hiểu ý chưa đấy chưa <laughs> Bây <laughs> giờ thầy dặn thế nào có thế làm theo thì rất dễ trúng trúng đề. Nhất là bạn nào mà ôn theo các cái đề ôn học kỳ các thứ của thầy. Em cứ xem mà xem cố gắng lên kiểu gì nó trúng nữa. Xong chưa? Được chưa? Đố các lớp viết bài này làm thế nào đấy? Đấy bây giờ thầy cho một phút suy nghĩ xong rồi đấy. Được chưa? Một phút mà kệ đã trôi qua. Rồi bây giờ chúng ta xem kết quả ra bao nhiêu. Không biết làm. <laughs> <laughs> chắc luôn thầy ngồi ở đây thầy biết ngay biết ngay không biết làm rồi nhìn là biết là không biết làm rồi thấy chưa? thầy biết ngay không biết làm chưa? em thân mến em phải nhớ về đề cho trung điểm thì em phải nhớ về trung tuyến đề cho trọng tâm thì em phải nhớ về tính chất trọng tâm cho thầy một số cái tính chất trung điểm và trọng tâm có trong sách ấy được chưa đây này Thầy là nói lại cho nhé Em có nhớ tính chất của trung điểm không? À trọng tâm không? Đây là A, B, C đều em nhé Giả sử em sẽ gọi Y Thầy gọi Y là trung điểm của BC được không? Thì cách vẽ trọng tâm thì chúng ta sẽ lấy ở vị trí 2 phần 3 tính Ở trên trung tuyến AI Ở đây trung tuyến tam giác đều thì nó trùng với đường cao đúng không? Ừ. Như vậy là chúng ta lấy ở vị trí 2 phần 3 ở đây là vừa đẹp Nào chuẩn chưa? Chốt nhé Em còn nhớ tính chất trọng tâm chứ Tổng hợp của ba vectơ Gà anh Cộng gà bố Cộng gà con Là luôn luôn bằng vectơ gì Vectơ không Đúng không? Theo tính chất chính trung điểm ở giữa Một cái tam giác mà nó có, có, cái trọng tâm G ở giữa Thì tổng hợp Tổng hợp vectơ tại đó bằng không Giống như là em 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 có nhớ là em có cái quyền vở không? Quyền vở em có em có thấy một số bạn mà nó hay hay gọi là gì ấy nhỉ? Nó nó thế nào ấy nhỉ nó hay cầm một cái nó có một cái bút đi rồi nó 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 chọc thủng một cái chỗ ở giữa quyển vở xong nó xoay 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 mà quyển vở nó vẫn cân bằng ấy ừ. thì tại cái chỗ đó nó sẽ là trọng tâm của cái, cái 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 vật phẳng đó có những vật phẳng mỏng uh, như quyển vở hoặc là một cái đế gì đó hoặc là giống như cái kiềng của em ấy những cái vật mà có dạng phẳng mỏng hoặc là dạng tấm ấy, hoặc là vật có mặt chân đế giống trong vật lý ấy, thì họ sẽ tìm được cái điểm trọng tâm ở giữa thì đặt vào cái điểm trọng tâm ở, ở giữa thì nó sẽ là cái nơi mà cân bằng tổng hợp lực nó bằng bằng không bằng vector không tại đó thì người ta còn gọi là điểm cân bằng đó chính là trọng tâm ừ. thì không chỉ các cái khối hình này đâu mà mở rộng ra các cái vật phẳng mỏng khác hoặc là vật chân đế đấy ừ. nó sẽ có cái vị trí trọng tâm em đặt tay vào đúng trọng tâm đó em xoay kiểu gì nó thăng bằng nó hay lắm em hỏi các bạn mà hay quay vở em sẽ thấy thì điểm đó là cái nơi tổng hợp lực bằng không ấy ở đấy gọi là nơi cân bằng hiểu không ừ. Biết xoay không? Thầy không biết xoay, thầy xoay toàn rơi Chắc là tại vì thầy không xác định đúng cái trọng tâm đó Điểm G ấy <laughs> Hiểu không nhỉ? Điểm, điểm G ấy Điểm trọng, trọng tâm ấy đấy, hiểu đấy. Các con có hiểu ý cái điểm ý không? Đấy Thì nhiều điểm trong vật lý là có cái tính chất đó Tại nơi đó là cân bằng lực nó bằng không Giống như nhiều vật khác cũng cũng có cái cái trọng tâm đó Em em đặt đúng vào cái vị trí đó Thì em sẽ thấy bê lên rất dễ Nó nhẹ, còn em mà đặt lệch vật phát Ủi ôi, lặng như là đá đeo luôn cái này là do theo vật lý thật các em. Nó ứng dụng chính vì thế cái chương vector này của em ứng dụng rất nhiều trong vật lý liên quan đến các bài toán tổng hợp vector, tổng hợp lực, tổng hợp vận tốc ấy. Ui. Sắp tới thầy sẽ dành riêng cho các em hẳn một chuyên đề về các bài toán liên quan vật lý nhé. Cái quả ý nhiều bạn sợ lắm. Tại vì các em nhiều bạn mù lý. <laughs> nhiều bạn mù lý cứ nhắc đến mấy cái tổng hợp lực lực này sợ. sợ. Ngày xưa thầy cũng 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 không giỏi lý nhưng mà những cái mà liên quan đến toán này thì hoàn toàn là hiểu được chứ không 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 nâng cao lắm nên sắp tới có nhiều các bài toán thực tế liên quan đến lý cả lớp nhớ để ý thêm một tí được chưa nhỉ nhớ chưa nó nó khó thật khó thật thầy phải công nhận nhất là ai không có gốc lý thì nó khó hiểu lắm ừ, công nhận con có hiểu ý không nhỉ Đó. có hiểu ý không ừ đấy thế cái điểm trọng tâm g này nó kiểu như thế đây là chỉ là một hệ 3 điểm thôi hệ n điểm khác nó cũng tương tự như vậy đấy thì đó là gọi là điểm cân bằng của cái vật đó thì nó sẽ thỏa mãn cái này rồi thế thì dựa vào tính chất này thì cả lớp sẽ tách cho thầy cái chỗ này ra cả lớp sẽ tách cho thầy cái chỗ này ra thì cả lớp sẽ tách thành gì đây nè cả lớp sẽ tách cho thầy ra là ờ, bây giờ nhá chúng ta sẽ tách thành gà anh cộng gà bố cộng gà con thì chúng ta sẽ còn thừa ra một con gà bố và một con gà con đúng chưa được chưa rồi, thế bây giờ tổng hợp của cái thằng này thì nó sẽ bằng vector không rồi. Vậy có đúng là lúc này chúng ta chỉ cần tổng hợp của hai vector đó là GB và GC đúng không? Mà tổng hợp của hai vector này là hai vector chung gốc chúng ta sử dụng quy tắc hình bình hành. Thế là xong đi về, đơn giản chưa? Đó, thỉnh thoảng lừa đi tí xem có biết không? Hiểu chưa? Rồi, như vậy bây giờ ta sẽ tổng hợp hai vector đó là GB và GC theo quy tắc hình bình hành cả lớp có thấy là nó sẽ ra cái vectơ ở giữa không? đây nè, chúng ta sẽ vẽ hình bình hành nha. em thấy thầy vẽ đúng không? rồi hình này nó thành hình gì cả lớp biết không? do hình bình hành lại có hai vectơ mà hai cái cạnh GBGC này nó lại còn bằng nhau tam giác đều nên hình này vô tình nó trở thành hình gì? thoi thoi thờ oi thoi đây là hình thoi BGC Chỗ này là Y mất rồi Thì bây giờ ta sẽ đổi đây là D B, G, C, D À B, G, C, D Là hình Thoay Thoay chắc chắn rồi Thoay Phải là thoay Chính vì thoay lên là tổng hợp của cái bọn này Nó sẽ ra vector ở giữa là vector GD Chắc chắn luôn Vector GD Phải là GD Thì GD sẽ bằng hai lần về mặt độ lớn là bằng hai lần vì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Ờ, à, như vậy là bằng hai lần của GI. Đúng chưa? Hai lần GI. Ok, đó. Mà GI theo tính chất trọng tâm thì lại bằng 1 phần 3 của AI. Điều này em phải biết con phải biết về đây tính chất trọng tâm ai cũng biết rồi vậy thay vào đây chúng ta sẽ thấy hai nhân 1 phần ba của ai và con sẽ có 2 phần ba của ai mà ai là đường cao của tam giác đều cạnh a nên đây là a thì đây sẽ là a trên mấy a trên hai các con sẽ sử dụng pythagore để con tìm ra ai trước cho thầy là đường cao sau đó con chỉ cần nhớ là nhân thêm 2 phần 3 là con thành công Kết thúc Rất đơn giản, đúng không nhỉ? Rất đơn giản Chúng ta hiểu tư duy chưa nhỉ? Đó Như vậy, chúng ta có như sau Bằng 2 lần độ lớn của vector GI Hay nó chính là GD ở đây, cái lớp ghi GD vào đây, ghi cái này vào, GD GI, xong Và bằng, bây giờ thầy sẽ cùng tính cho cả lớp nhé Xét tam giác vuông tô sọc giống như thầy Đó là AIC Cả lớp sẽ nhận thấy AI là cạnh góc vuông Thì được tính bằng căn bậc 2 của A bình Trừ đi cái này là A trên 2 tất bình Trung điểm mà ừ. Đây là 1 Trừ 1 phần 4 Là bằng 3 phần 4 A bình Khai căn Thì là a căn 3 trên 2. Rồi. Và nhân thêm 2 phần 3 vào. Bây giờ cả lớp sẽ giúp thầy lấy 2 phần 3. Cả lớp nhân thêm với cái a căn 3 trên 2. 2, 2 triệt tiêu. Cả lớp có ra a căn 3 trên 3 không? Đây này. Đấy. A căn 3 3. Vậy cả lớp phải chọn. Đáp án D mới là đúng. Bạn nào chọn D thầy chúc mừng thấy chưa câu này có rất nhiều các kiến thức đã được học đúng không kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu ok được chưa nhỉ cái này các em nên biết và cần phải biết vì trong đề thi nó chắc chắn sẽ có những câu tương tự thế này của thầy các em nhớ được càng sớm càng tốt được chưa nhỉ đây là những cái cần học việc tư duy này là không khó chả phải học thuộc gì cả mà có thể tự suy ra được đúng không em mà đợi chờ cái kiểu mà thuộc, thuộc, từng dòng từng chữ em sẽ không bao giờ làm được bài thì khẳng định luôn em không đỗ đại học được đâu được chưa em phải có các cái tư duy như thế này và làm ra từng bước một đúng không nhỉ đó còn kiến thức căn bản thì ai cũng biết chỉ có điều này thôi nhưng các cái chỗ này là chúng ta phải tự suy ra được chứ đừng có thuộc đúng chưa đấy kết thúc nhá xong không là dạng bài nó nhiều lắm đấy em ạ à, nhiều lắm em không thuộc mãi được đâu được chưa chỉ có cách đó là làm nhiều thôi làm nhiều thì mới có kinh nghiệm thì mới sửa sai được thế nên không phải ở đây thầy không thấy là không phải đừng có mồm nói là dễ quá không có cái gì tên là dễ đâu thực ra tôi biết thừa được chưa nếu mà dễ mà quá thì các anh chị trả lời đúng hết từ lâu rồi được chưa kết thúc xong câu 11 là một câu rất hay đáng để học hỏi quay trở lại với câu hỏi 12 hình vuông cạnh a tính độ lớn của vectơ ab trừ ac cộng ad Bây giờ cho thầy hỏi Bây giờ lại có 3 vector trở lên Thì bây giờ mình sẽ làm cái trò gì 3 vector 3 vector ta làm cái trò gì Bây giờ ta thực hiện phép gì trước Để cho nó dễ làm nhất có thể nhỉ Được chưa Có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Ngoài ra bài 11 vừa rồi cũng sẽ có thêm một số cách giải khác nữa Bạn nào nghĩ được thêm các cách khác nữa thì càng tốt Chúng ta có thể nghĩ được thêm nếu cách nào mà càng đơn giản càng ngắn nữa thì thầy càng mừng Được chưa nhỉ? Bạn nào nghĩ được thêm cách khác nữa không? Nếu mà nghĩ được nữa thì càng ok Các em nhớ sáng tạo ra nhé Thầy cổ vũ điều này Nhớ chưa? các bạn nào nghĩ ra cách khác nữa không? Nếu mà nghĩ ra cách khác nữa thì càng tốt có nhiều cách cộng lắm đây chỉ là một cách thôi đó là thầy sử dụng chính sách trọng tâm để cho anh nghĩ được thêm cách khác nữa thì thầy, thầy càng mừng được không ừ. nào bây giờ quay trở lại với câu hỏi 12 chúng ta sẽ tổng hợp hai vectơ nào trước cho dễ làm nhỉ ở đây thầy gợi ý cả lớp đầu tiên thì chúng ta sẽ cộng cho thầy hai vectơ AB và AD trước nhé để thầy vẽ hình ra cho nhìn nó rõ vậy. A B C D. Hình vuông của em đấy. Rồi. Thì đầu tiên, theo thầy thì mình cộng AB và AD vào trước đi hình như nghe có vẻ dễ hơn đấy. AB cộng AD thì sinh ra a gì rồi? AC. Úi trời ơi, AC trừ AC ơ hết rồi. Ơ nó hết rồi, bài này nó hết rồi. Hết rồi, còn cái gì mà tính nữa, bằng vector không rồi. À thì đây, độ lớn của vectơ không là bằng bằng 0. Tao học rồi. Hay quá, bài này đáp án B lừa mình rồi. Được chưa? Cho thầy hỏi nếu bây giờ mà mình cho thầy hỏi nếu bây giờ bây giờ bạn nào mà thưa thầy em tính hiệu hai cái này trước có được không nhỉ? Nếu mà hiệu hai cái này trước thì nó nó ra vectơ CB CB cộng AD thì hình như cũng bằng vectơ không đấy cả lớp. Tại vì CB và AD là hai vectơ đối. Hai vectơ đối cũng bằng vectơ không thôi như nhau <laughs> như nhau chưa? nhiều sông thì nó cũng đổ ra biển thôi như nhau được đúng không ừ. nghĩ ra nhiều cách càng tốt như nhau 13 nào hình thoi bây giờ câu này tập trung vào hình thoi thầy thấy rất nhiều bài kể cả trắc nghiệm và tự luận thấy hay rất hay thấy hình thoi luôn tam giác đều là một hình thoi là hai gặp rất nhiều nên về cái hình thoi này cả lớp chốt kiến thức cho thầy thật cẩn thận thầy dặn thế nào cứ thế mà nhớ theo nhất là hình thoi, hình thoi là cái mà thầy thấy là gặp nhiều nhất trong cái chương học này nhé, kinh nghiệm của thầy đặt ra là như thế. thì hình thoi này có những cái phát hiện gì đặc biệt lý thú mà người ta lại hay cho như vậy, kể cả những bài toán thực tế, giống như là hai người cùng kéo một con thuyền hoặc là uh, hai hai cái cano di chuyển với nhau uh, từ một vị trí và tạo thành hình thoi thì rất hay người ta cho hình thoi nhé. Ừ. Có nhiều bài toán thực tế thầy thấy dẫn đến cái này. Thì bây giờ trong hình này có cái gì thực có cái gì mà người ta lại hay cho như vậy? Cả lớp sẽ cùng để ý vào hình thoi nhé. Nào. Đây là hình thoi. thầy vẽ ra nhé. Rồi. Đầu tiên thầy sẽ vẽ hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường Xong thầy nối vào. Để cho nhìn nó cân. Đó. Góc BAD bằng 120. Như vậy là góc A là 120 thì ở đây nghe có vẻ đẹp đấy. A, B, C, D của lớp thấy hợp lý không? Rồi, O nhá Hai đường chéo vuông góc Tại trung vuông điểm, trung điểm mỗi đường Góc A của em là 120 Rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bài toán hỏi gì Tổng hợp của ba vectơ AB, AC, AD À hay đấy Rồi tính độ lớn, được đấy, được theo sự tổng hợp vector hình thoi cũng chính là một hình bình hành hình thoi đẻ ra từ hình bình hành trải qua hình bình hành này có hai cạnh kề bằng nhau bốn cạnh bằng nhau thì trở thành hình thoi bây giờ ab cộng ad của lớp cộng trước thì theo cái tác hình bình hành thì nó sẽ sinh ra vector ac từ đầu đến giờ được chúng ta biết điều này rồi ồ oh, thế mà này ac bây giờ nó còn cộng thêm một cái ac nữa à thế hóa ra là hai lần ac À hay đấy, hay lần AC. Thế AC về này tính nào? Ờ à, rồi. AC về này tính nào? Ở lớp mới quan sát mới thấy như sau. Cạnh A rồi này. Ở đây là góc 120. Góc A 120 thì góc B bao nhiêu? B bao nhiêu? 60 đúng không? Ừ. 180 độ trừ 120 ra 60 nghĩ được không? Có đúng không? thì cặp góc trong cùng phía bù nhau mà 160 à, đây 60 60 thì sao nhỉ? thì tam giác em có nhận ra tam giác ABC là tam giác gì không? tam giác ABC là tam giác gì? tam giác ABC vốn đã có hai cạnh này bằng nhau rồi hình thoi mà tức là tam giác cân đã cân nay lại còn 60 nữa thì ngày xưa ta học rồi đã cân nay còn 60 thì nó là thành tam giác gì? À đều đúng không? Cứ nhìn thấy cái 60 là nghi nghi rồi đều. Hoàn toàn nghĩ ra được đây là đều. Thế thì tam giác ABC và cả tam giác ACD ABC ACD đều là tam giác đều hết. Em phải nhớ cho thầy đây là một cái phát hiện rất là quan trọng. Khi mà đã đều rồi thì đây A A A, 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 C cũng gì? A nốt <laughs> Tôi hiểu không? Đây, 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 vấn đề của nó là thế A nốt Úi giời, thế A nha Rồi, tao hiểu vấn đề Đấy, người ta rất hay cho góc trăm hai trong hình thoi này Để cho nó còn đều Còn nếu nó cho góc khác A Thì nó không đều Đấy, nó thế, đấy, hiểu chưa? Thì thế nó sẽ phù hợp với trách nghiệm hơn các em ạ ừ. Rồi, đã hiểu ý rồi đấy ừ. 2A, đáp án A Chúc mừng các em mọi người nhớ cho thầy như thế nhá tại vì các cái hình vẽ này rất hay gặp ở trong cái các cái bài thi kiểm tra thầy dặn rồi cho thầy hỏi thầy tính được ac rồi bạn nào tính được bd hộ thầy tính nốt nhá về tính nốt bd đi em sẽ thấy là bd thì sẽ bằng hai lần bo về nhà em tự, tự tính nhé có lúc cần dùng đến tại vì vừa rồi thầy đã tính ra một đường chéo ac rồi em tính nốt đường chéo bd đi thì đối với cả lớp nếu mà tính bd thì tính thế nào đấy tính luôn đi cần phải dùng đến đấy thầy khẳng định luôn thì BD sẽ bằng hai lần BO mà BO em nhìn em nhìn nghiêng đầu 45 độ em nhìn sang em nghiêng đầu 90 độ đây em sang 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 trái mà sao em thấy là BO này có phải là đường cao của tam giác ABC không như vậy BO này lúc nãy thầy vừa dạy các em là dùng Pythagore tính toán ra gì có nhiều cách tính lắm ừ. thế thì BO ta sẽ tính ra được là bằng a căn ba trên hai đường cao tam giác đều và triệt tiêu về sau cả lớp chỉ cần nhớ luôn BD là a căn ba Thầy tính luôn cho cái này nhá Lưu ý kia vở cho thầy Có lúc phải dùng đến Đó, đấy là hai đường chéo của hình thoi Nhớ chưa? Thầy dặn nào nhớ nhé ừ. Sau nhớ luôn nhá Đây A nhá, thì đây là uh, A luôn nhá Còn tính ra cái này, tính ra cái này nhiều cách lắm Một là coi như BO là đường cao của tam giác đều Thì tính toán ra theo Pythagore kiểu gì A căn 3 trên 2 Hiểu chưa? em thử tính qua xem kiểu gì ra A căn 3 trên 2 hết kiểu gì ra như nhau hết. Ừ. Và về sau nó sẽ là a căn 3. Nào nhớ luôn như thế được chưa nào? Đấy, tính cái này không khó đúng không nhỉ? Ừ. Nhớ luôn cho thầy điều này. Như thế là thành công. Thì đấy, đấy là một cái đặc điểm hình thoi. Hình thoi có góc 60 hoặc là góc 120 đều là những cái hình rất đặc biệt. Thì nó mới đều được. Còn góc khác nhá, nó không đều. Không đều thì tính nó khó hơn thôi. Nếu không không đều thì em chỉ có cách đẩy về tam giác vuông. Đúng không? Ở đây có rất nhiều tam giác vuông thì các lớp sẽ đẩy về tam giác vuông mà làm thôi. Chốt nhá. Ừ, chốt kiến thức như vậy là hết câu hỏi 13. Thầy dặn rồi nhá. Ừ. Câu hỏi 14. Rồi, các em nhớ một lần nữa thầy khẳng định lại là chúng ta nhớ chia sẻ bài giảng về nhé, được chưa? Không là không phải lúc nào thầy cũng like được đâu, thầy sẽ like một số cái bài quan trọng thôi. Nhiều bạn mà khó khăn giải đáp, ví dụ như là vector này, tọa độ này và sắp tới thầy sẽ hướng dẫn cho cả lớp ôn thi học kỳ nữa. Đó thì thầy sẽ chỉ dạy một vài buổi ở trong cái phần mà sắp thi này đấy. Quan trọng thì thầy sẽ hướng dẫn, có các cái phần khác ha, thì thầy nghĩ là mọi người sẽ làm được rồi. Thì sắp tới thầy sẽ tổng hợp hết và cho vào một cái bài thi học kỳ, ôn thi học kỳ một thì các em nhớ một lần nữa chúng ta nhớ uh, theo dõi các kênh uh, có livestream của thầy đúng không nhỉ? không chỉ trên tuyển sinh mà trên uh, uh, Facebook của thầy này và chúng ta nhớ một lần nữa chia sẻ bài giảng về Thầy chắc chắn nó sẽ có tác dụng cho em đấy em em, em yên tâm đi hiểu chưa rồi câu này vui này trong mặt phẳng P của em có 5 điểm phân biệt số vectơ khác vectơ không có điểm đầu điểm cuối lập được từ 5 điểm này là bao nhiêu cả lớp câu này trắc nghiệm bây giờ chẳng nhẽ lại ngồi vẽ ra từng vector một ra à? eo nhiều lắm có cách tính như thế nào không đúng không có cách tính như thế nào không có cách tính không ngồi vẽ ra từng cái một à vẽ a b c d e ra xong rồi ngồi vẽ từng vector một à ôi chết không được bao nhiêu cả lớp nào bạn nào trả lời xem nào Ở đây có hàng trăm hàng nghìn con người thế này Mà không trả được được nữa thì thôi đấy Bao nhiêu Giả sử tổng quát ta có N điểm phân biệt Ở trong mặt phẳng Thì ta sẽ có công thức đó là N nhân N trừ Trừ 1 <laughs> Công thức ghi vào vở cho thầy Về sau làm nhanh luôn nhé N trừ 1 năm 4 20 Cái này dễ thôi không khó đâu Không khó 5 điểm như một ông sao ấy. Đây, ví dụ thế này A, B, C, D, E thì giả sử thế này Từ một điểm A này là có thể nối với 4 vector còn lại À, 4 điểm còn lại rồi Cứ một điểm Bất kỳ này là nó đã đã nối được với bốn người còn lại Thế thì lại có 5 người như thế Chẳng nói nhân 4, 20 còn cái gì nữa <laughs> Tư duy rất đơn giản đúng chưa? Dễ hiểu không? Được chưa? Được chưa? Ừ có hiểu không? Ủa ừ, đấy. Nhớ là vector AB và vector BA được tính là hai vector khác hẳn nhau ấy nhá, thầy khẳng định luôn với các em. Vì điểm đầu điểm cuối là nó khác nhau rồi. Vậy nên B A nối với B rồi thì tí nữa nhiều bạn này hỏi thưa thầy, B nối với A có được tính nữa không? Có. Được chưa? Nhà tôi đến nhà bạn nó khác hẳn nhà bạn đến nhà tôi nó khác nhau chứ. Được chưa? Nó khác nhau chứ. Đúng không? Ừ. Vector là nó ngoài độ lớn nó còn tính cả hướng mà, đúng không? Ừ. Đấy, như vậy cả lớp theo tư duy của thầy Dễ hiểu chưa? chúng ừ, ta sẽ có 20 Đúng như còn gì nữa phải ngồi vẽ ra từng cái một đâu Ta sẽ tư duy như vậy thì là xong Như vậy, đấy là lý do tại sao thầy chứng minh được ra n, n 1 Có rất nhiều cái mà có thể các em chưa được học ở lớp đâu nhé Và cũng có rất nhiều cái mà em không đọc được trong sách vở tài liệu, sách vở khoa đâu Thế là những cái gì thầy nói là quan trọng các em phải đóng khung lồng kính vào Ghi vào sổ tay đàng hoàng Em sẽ thấy có lúc dùng đến đấy Đấy chưa? Thật, đấy chưa? Đến lúc đó các câu của thầy nó sẽ hiện ra. Em cứ xem mà xem. Có lúc thầy dặn thế nào cứ thế làm theo là xong nhá. Ừ. <laughs> câu hỏi số 15. Tam giác ABC vuông cân tại B. AB bằng A, độ dài của vectơ tổng AB cộng BC. À, quay trở lại vài đầu tiên quay trở lại với bài đầu tiên tổng hợp hai vectơ mà cuối cái lọ là đầu cái kia bỏ chữ b ngay lập tức ac đúng rồi vuông cân tại b như vậy là ba bằng bc nhưng mà bây giờ họ lại hỏi ac à vuông cân vuông cân thì nó giống như kiểu một nửa hình vuông a căn 2 chắc chắn rồi bây giờ phải tư duy rất nhanh a căn 2. Không để sai được. a căn 2 xong luôn. Rồi em thích em vẽ ra mà xem. <laughs> pythagore nó a căn 2 thôi, a căn 2. Rồi ok, không thể sai được. a căn 2 chưa mọi người. Tam giác vuông cân thì cũng như nửa hình vuông thôi. Hiểu đơn giản. a căn 2. Không thể nào sai được. Đấy, nhìn một phát biết đáp án ngay nhé ừ. Đấy, sợ gì nữa đúng không? Ừ. 16 Ôi trời <laughs> Lại 3 vector liền Bây giờ mình phải mình phải làm quen với một cái hệ thống Rất nhiều 3 vector này 3 vector liền vui đấy Nào tiếp tục nào 3 vector Em thân mến sao nó lại toàn trừ thế này Trừ nghe hơi đau đầu nhỉ Bây giờ đổi thành cộng nhé Đổi thành cộng đi Được chưa bây giờ đổi thành cộng đi cho nó đẹp, chúng ta đổi thành cộng đi. Ừ. AB trừ CB là cộng BC trừ BA là cộng AB à, rồi. Thế bây giờ tự nhiên lại AB cộng BC cộng AB Ơ thế là hai lần AB à? Hai lần AB cộng BC. Thì theo bây giờ theo các em là chúng ta lại cộng hai k một hay là chúng ta gom thành hai lần AB? ơ ờ, bây giờ mà lại gom thành hai lần AB rồi cộng BC thì nghe nó cũng cũng được ấy nhỉ nhưng mà nghe nó hơi ngang ngang nhỉ. Tại vì khi cộng trừ thì để đằng trước đừng có để các hệ số. Còn nếu mà lại có hệ số thì lại phải em có nhớ cái dạng lúc nãy mà có hệ số MN thì em lại phải dùng thông qua tích vô hướng thì tính nó mới dễ. Thì theo thầy nhá, mình để một một đi. Chứ mình để mấy mấy nghe có vẻ cộng khó hơn đấy. Chắc chắn rồi, thầy bảo thế nào đấy. đúng gì nữa lúc nãy là nếu mà có bộ mn mà đằng trước ấy tính thì nó phải dùng lại sử dụng tích vô hướng. Cả lớp bạn nào mà thích làm theo kiểu hai lần ab rồi cộng bc hoặc là mấy mấy nọ mấy kia thì có lớp cũng cũng được đấy ừ. nhưng mà phải sử dụng cái bình phương vô hướng đó. bằng bình phương độ lớn lúc thầy có làm một câu như thế rồi đấy thì đấy, đấy, thử làm cái cách đó. Còn ở đây thì mình nên tổng hợp hai vectơ uh, ab và bc này luôn này thì nó sẽ dễ hơn thật. Mọi người có làm được câu này không? Đây. theo thầy thì mình tổng luôn uh, AB và BC thì nó sẽ dễ hơn thì nó ra AC luôn rồi AB cộng BC thì bỏ B đi, thì nó, thì nó đã ra là AC AC lại cộng AB thì nó sẽ ra AD ở giữa rồi đây nó ra cái này luôn nhá vẫn là hình thoi đây cả lớp vì tam giác đều tam giác này lúc nãy vừa chứng minh xong nhá hình thoi mà lại có một nửa cái này tam giác đều vậy đây hình thoi đặc biệt rồi đây hình thoi AD Thế thì thầy vừa chứng minh cho cả lớp lúc nãy đó là AB cộng AC là ra AD thì thằng này sẽ bằng hai lần đường cao tam giác đều. Lúc nãy thầy vừa chứng minh cho cả lớp là bằng a căn mấy nhỉ? A căn 3 đúng không? Đấy 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 đấy, bây giờ dùng được rồi đấy. Lúc nãy thầy vừa dạy cho cả lớp xong thử cách tính rồi nhá. Lúc nãy thầy vẽ hình thoi nó nằm ngang ra đấy. Thì đây nó cũng vẫn là cái đoạn này thôi. Chuẩn không? Ừ, đấy 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 đấy. Thầy vừa tính cho lúc nãy. Xong nhá. Đấy, như vậy là vẫn là a căn 3 nhá. C đúng câu lúc nãy thầy vừa tính xong xem có đúng không đấy rất nhiều bài nó có, có, cái cấu trúc là hình thoi này đấy là lý do tại sao thầy bảo là phải hết sức quan tâm đặc biệt với những cái hình đó rõ rồi đúng không vừa giải thích lúc nãy xong đúng quá là gì nữa không thể sai được cả đâu sẽ gọi h cho thầy là trung điểm của bc thì chúng ta sẽ thấy ngay một điều là bằng hai lần vector ah nó quá đúng thầy chốt rồi nhá ừ. bây giờ thầy quen rồi đúng không ừ. Thấy bây giờ nó đơn giản hơn rồi <laughs> Có người hướng dẫn bây giờ nó chuyển dễ <laughs> chưa? Rồi Chuyển sang 17 được rồi đấy ừ. Y là trung tuyển đoạn thẳng AV Thì ta luôn có cái tính chất gì ấy nhỉ Cái này lý thuyết quen quen này Nào Bài này là tính chất trung tuyến Các em ghi ở vở Tính chất trung tuyến Rất quan trọng Đi cùng với tính chất trọng tâm Thì tính chất trung tuyến cũng là một cái rất hay hỏi đây là ABC à đây là MAB đi đây. đây ví dụ như là M MAB thì nếu chúng ta gọi Y là trung điểm tạo thẳng AB với mọi điểm M thì ta luôn có vector MI vector MI bằng gì ấy nhỉ MA cộng MB bằng hai lần vector trung tuyến tôi bằng vectơ hai lần vector MI với mọi điểm M thì đây còn gọi là tính chất trung tuyến theo như các bài thầy hay gọi như thế chọn A rất là nhanh. Câu này thì một số cái về tính chất trung điểm và trọng tâm này, trung tuyến này ở trong sách giáo khoa đã chứng minh cho các em rồi và chúng ta cũng đã tự tay làm rồi cả lớp xem có đúng không? Có nhiều bài trong đó là chúng ta đã tự tay làm và đúc rút được ra công thức này chứ không phải là ta đã học thuộc đâu mà cái này ta đã chứng minh được rồi. MA cộng MB bằng hai lần vectơ MI. MI còn gọi là vectơ trung tuyến. Các em không cần phải chứng minh lại đâu, có bạn nào thích chứng minh lại không? Được chưa? cần chứng minh lại không? Chúng ta chỉ cần chen điểm thôi. Muốn chứng minh các cái đẳng thức này thực ra rất dễ, cả lớp sẽ chen điểm. Xuất phát từ vế trái, ta có MA cộng MB. Chúng ta ngó qua nhà hàng xóm một chút. Ngó qua nhà hàng xóm một chút, ta xem có điểm gì mới ta chen điểm đó vào. Bên phải ta nhìn thấy điểm Y, chen điểm Y còn cái gì nữa, đúng không? chen điểm y vào thế nào là chen điểm nhớ chưa chen điểm ấy chen điểm y vào giữa các vectơ này thì một vectơ này lại được tách ra thành hai vectơ khác là vectơ mi cộng vectơ ia rồi lại cộng tiếp với mi cộng vectơ ib các em chèn vào giữa hai người này này lúc lẽ gộp lại được thì bây giờ phải tách ra được thôi có gì khó đâu đúng không cộng lại thì sẽ bằng hai lần mi thật và cộng với IA cộng IB Nhưng mà IA cộng IB thì được bằng vectơ gì? Bằng vectơ 0 I là trung điểm Theo tính chất trung điểm thì IA IB là đối Đối là bằng vectơ 0 đúng rồi Đây chứng minh lại xong rồi nhá Như vậy xong rồi cái này trong 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 quá trình học trong sách giáo khoa thì một số cái tính chất này ta đã chứng minh rồi về sau em chỉ cần thừa nhận thôi đây thầy chứng minh lại cho em nhé ừ. nhất là trung điểm và trọng tâm ấy là những cái em nhớ được càng nhanh càng tốt nhưng mà coi chừng cái chỗ này nhiều bạn nhầm lắm rồi chả biết Thầy ơi cộng hay trừ em hay là 1 phần 2 chả biết được em lú lẫn lắm chưa? Thì đấy thầy nhắc lại cho như thế để để không quên nhé 18, này, này, ai làm được câu 18 thì làm Câu này thầy thấy rất hay có trong tự luận nhé Đó là phân tích vector Đây là một câu rất đáng để học tập Đó là phân tích vector Nhiều bạn sợ các cái dạng bài phân tích này lắm Tính toán thì dễ Đa phần là tính toán thì làm nhiều thì quen Nhưng mà phân tích nhiều chữ này thì nhiều bạn sợ Thầy khẳng định luôn Cái bài toán phân tích này rất nhiều bạn sợ Nhìn thấy nó chóng mặt rồi <laughs> Có sợ bài này không? Có sợ dạng này không? Chưa? Có sợ dạng này không? Bài này thì thầy sẽ phân tích từ từ Cả lớp nhớ để ý cẩn thận lại nhé Thực ra dạng này không khó đâu Đây chính là phân tích một vector Theo hai vector không cùng phương dạng phân tích này rất hay có trong tự luận khẳng định luôn nhé ừ rồi chứng minh thẳng hàng ấy rồi chứng minh một vài thứ khác nữa ấy. ừ chứng minh thẳng hàng rồi chứng minh vân vân gì gì đấy thì hay có cái dạng phân tích này lắm khẳng định luôn m thuộc trên bc mb bằng hai lần mc chỗ nào ấy nhỉ chia đoạn này thành mấy phần nhỉ 1, 2 đây rồi m ở đây rồi MB bằng hai lần MC quá chuẩn. Ừ. Bây giờ phân tích vector AM. Cái lớp nghe thật kỹ bài này lại cho thầy bài bạn bài, bài nào bạn này bài này mà bạn nào còn đang lúng túng ấy thì tập trung nghe lại một lần cuối cùng cái này thầy chỉ giảng lần này thôi. Được chưa? Tôi chỉ thể hiện một lần thôi, nghe vào đây, được chưa? Làm thế nào để cho nó dễ nhất này? AB AC à, rồi thầy tô thế này nhìn rõ chưa cái cần biểu diễn là cái màu vàng còn hai cái màu đỏ là hai cái cho rồi hai cái màu đỏ là người ta cho rồi đúng không thế có phải là đang phân tích một người theo hai người không hai người này không cùng phương chứ gì hai người này cắt nhau thì gọi là không cùng phương cái gì hiểu đơn giản thế đi rồi giờ phân tích thế nào bây giờ hỏi lại một lần nữa phân tích thế nào cái này không học thuộc được đâu nhá đừng 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 cố thuộc nhìn đáp án giống nhau lắm em mà không làm được em chỉ khoanh bừa thôi chứ không thể nào trúng được câu này đâu không nhớ được đâu không thuộc đáp án được đâu hình này là rất khó để mà thuộc được đáp án được không thuộc được nào thế giờ phân tích thế nào cho ý kiến nào cho thầy ý kiến nào nào thầy vẽ cho rồi đấy phân tích một vectơ nói chung theo hai vectơ nào đó không cùng phương ừ. cách làm nhá ừ, thầy nhấn bảng thầy dạy Thực ra ấy, vì bài này cái cách làm của chúng ta đó là chúng ta cũng sẽ chèn điểm vào thôi. Đúng là chèn điểm thật. Nguyên tắc của những bài toán này cũng chỉ là chèn điểm. Rất nhiều bài phân tích vector là ta phải chèn điểm chính xác rồi. Chèn điểm. Bây giờ theo đúng nguyên lý thầy vừa dạy xong, ta phải phát xuất từ Vế trái Cái em đang cần Ở đây là tách được AM ra Thành mấy AB cộng mấy AC Thì em cứ coi như Vế trái là AM đi Đúng không? Thì vế phải nó có cái gì? Vế phải nó có AB AC Vế phải nó có thêm cái chữ gì? Chữ B chữ C <laughs> Rất rõ ràng Thì có sai đâu được nữa đúng không? Thầy vừa dạy xong nguyên tắc để chứng minh hoặc phân tích các đẳng thức vector đó là có thể xuất phát từ một trong hai vế, ví dụ vế trái. Nhưng khi chèn điểm, ta phải ngó qua nhà hàng xóm một tí, nó có cái điểm gì mới ta chèn điểm ý vào. Đấy. Nguyên tắc em cái người Việt Nam này hay thế nhá, thầy khẳng định luôn đấy, em thế. Hôm nay thấy nhà hàng xóm người ta mua được cái gì mà nó hay hay nó đẹp đẹp nó ngon ngon tí, mai mình cũng phải mua. Đúng không? Được chưa? nay thấy thấy người ta có cái 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 gọi là có cái xe mới mình cũng phải cố gắng phấn đấu để có được cái xe để 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 gọi là đi cho nó gọi là lên đời cho nó thích đúng không hoặc là thấy cái đứa hàng xóm nó mua nó mặc được cái một cái áo mốt đời mới ừ. mình cũng phải cố gắng xin mẹ tiền để làm sao có một tiền đúng áo mới ở đây phải thế để cho nó bằng chúng bằng bạn đúng không bằng hàng xóm đúng chưa người việt nam là như thế đấy thì bài này nó cũng thế thế kiểu thế có hiểu ý của thầy không? Đấy, đấy em mà hiểu được theo cách của thầy em sẽ thấy không có cái gì tên là khó cả. Thì nhà hàng xóm nó có cái gì mới? Nó có B mới này, nó có C mới này. Thế thế em chèn điểm B hay điểm C đều được, được chưa? Bài này có hai cách, chèn điểm B hay điểm C đều được. Nguyên tắc đó là ngó qua nhà hàng xóm thấy nó mua cái gì mới thì mình phải mua theo. <laughs> để thầy là ví dụ thôi nhá, còn em có mua hay không kệ em thôi. Bây giờ có lớp thích chèn điểm nào? Chèn điểm B nhá. Ừ, B. Thế thôi có cái quái gì đâu mà khó gì đâu hiểu khơ hiểu chưa đơn giản nào chèn b nhá ở ừ, đấy giờ chèn điểm b thấy <laughs> chưa nghe rất là có lý đúng không ừ chưa nếu mà các em mà học theo các bài của thầy em sẽ thấy là mọi thứ thầy nói rất có lý và em còn nhớ được tận vài năm về sau các anh chị đi theo thầy trước đó kể cả bây giờ nhiều người vào sinh viên đại học ra trường đỗ đạt các thứ hết rồi vẫn còn nhớ các bài của thầy và nhớ rất lâu Đấy, lên trên đó học toán cao cấp thì không bao giờ bị mất gốc nữa vì vì theo cách nhớ của thầy không bao giờ có thể quên được thầy tự tin vì điều này được chưa còn các em nghĩ theo kiểu của các em thì nó mới khó nhớ còn thầy nghĩ theo kiểu của thầy không bao giờ sai không bao giờ nhớ được không bao giờ quên được được chưa nhỉ đấy thế nên phải nghe là thế đấy được chưa phải nghe <laughs> ta hiểu rồi đấy ừ, đây là chèn điểm b bắt đầu chèn đấy, thế, thế xong rồi đấy chèn đúng là xong rồi AM cộng MB rồi ok xong AM à nhầm AB quên <laughs> tôi thử tí thôi AB cộng B gì ấy nhỉ BM đúng rồi chèn xong điểm B rồi thì làm gì bắt đầu ngó thấy này người ta đang bảo biểu diễn theo hai cái bác này một bác là AB một bác AC bác nào có rồi để nguyên đấy bác này ngồi yên Bây giờ phân tích nốt bác này là xong. BM nhìn trên hình vẽ thấy BM có quan hệ với BC. BM nằm trên đường thẳng nào thì nó sẽ đưa về tỷ lệ với đường thẳng đó. Như vậy BM người ta đã cho BM bằng chỗ này nhìn biết ngay là bằng 2 phần 3 của BC rồi. Như vậy là nhìn hình ta thấy luôn. Đúng không? 2 phần 3 của BC. Rồi bước cuối cùng một phát ăn ngay này. Thì bc là có họ hàng gì với ab và ac vậy sự quá hiển nhiên rồi đang bc mà lại ngó lại thấy là đưa về a chắc chắn là chèn điểm a rồi đang bc mà, mà bây giờ lại muốn phân tích về a chả chèn điểm a còn gì nữa Hằng xóm có cái gì mới nó chèn vào tiếp tục chèn điểm a vào chèn theo quy tắc chèn hiệu nhé chèn hiệu chèn hiệu có nghĩa là sao chen hiệu là thế nào? Là chúng ta BC thì chúng ta sẽ viết thành A gì ấy nhỉ? Các lớp hiểu rồi đấy. AC trừ AB. Hiệu là phải đọc ngược nhá. Thầy dạy chưa? Cộng đọc xuôi còn trừ đọc ngược mà. giờ em nhân bung bét ra đem ra rồi đấy. Đây này, như vậy hai bác này nó hiện ra rồi đấy. Thế thôi, có cái gì khó đâu. Như vậy là chèn mấy lần? Chèn hai lần. AB trừ 2 phần 3 AB. Thế đây nó sẽ chỉ còn có 1 phần 3 AB cộng với 2 phần 3 AC. Có đáp án chưa? Có rồi đúng không? Ừ. Ta hiểu được chưa? Chen đúng chưa nhỉ? Rồi, như vậy là mọi người sẽ khoanh đáp án đây ta thầy thể hiện lại sang bên này nhé cả lớp nhìn. Như vậy một lần nữa thầy khẳng định lại ở đây thầy chen điểm B vào thì thầy có AB cộng BM, sau đó AB thầy giữ nguyên thì BM theo hình vẽ nhìn người ta phải cho tỷ lệ rồi chứ không cho tỷ lệ làm sao mà cháu biết được đúng không? Các bác phải cho cháu tỷ lệ ở đâu rồi thì cháu mới biết được chứ, không cho thì cháu bịa ra làm sao được. Như vậy là BM bằng 2/3 BC. Các lớp phải để ý một lần nữa là BM và BC cùng chiều. Như vậy chúng ta sẽ lấy hệ số một à, hệ số dương. Nhưng nếu mà khi phân tích vectơ mà hai vectơ ngược chiều các lớp phải nhớ lấy hệ số âm nhé. Điều này thầy dặn dò luôn không về sau lại nhầm. Cái vector nó khác cái đoạn thẳng ở chỗ ý mà. Ừ. Bây giờ phân tích bung bét ra thì BC chèn điểm A là sẽ có được A thôi. Là chèn hiệu cái gì? Chèn thêm điểm mới thì chỉ có chèn hiệu thôi. Chèn hiệu thì ta lấy AC chứ AB theo đúng cái tác hiệu đã được học. Chèn ngược lại thôi. Ừ. Vậy chúng ta có ngay 1 phần 3 và 2 phần 3. Vậy cả lớp có chọn được A chưa? Thì chúc mừng. chốt nhé được chưa chuẩn rồi như vậy là a <laughs> cho thầy hỏi thầy hỏi hai câu một là bây giờ nếu bây giờ mình không thích chèn điểm b chèn điểm c có được không được chèn điểm c qua được không được chứ sai làm sao được sai cơ mà đi đầu xuống đất rồi đây thế lúc đó chúng ta lại có cm gì nếu mà em thích chèn điểm C thì em lại có AC cộng CM Thì CM em lúc đó em sẽ phải biểu diễn là CM thì nó lại thành 1 phần 3 của CB Cả lớp có công nhận với thầy không? Tương tự nhá Về tự làm đi CM lúc đó nó thành 1 phần 3 của CB Ui nó cũng thế thôi <laughs> Nhiều sông thì nó cũng đổ ra biển thôi Thầy vừa bảo em rồi Nhà hàng xóm có thêm điểm gì mới Em chèn theo cái điểm ý là xong Còn điểm nào mà chả được Được chưa? Nó đều đúng hơn đấy thì chung quy lại cho nhiều các bài toán khác chỉ cần biết được cái vị trí tỷ lệ của điểm đó nằm ở đâu chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được nhớ nhé đó đây là phân tích vector bây giờ chúng ta chuyển sang 19 trong mặt phẳng tọa độ quay trở về với tọa độ nhé không phân tích nữa mệt quá <laughs> phân tích với mấy cái vector để mệt thật công nhận bây giờ quay trở lại với tọa độ nhá là tính cốt góc a nào cái này quen quen nào, cái này chúng ta sử dụng công thức gì nhỉ để tính góc nhỉ? Lúc nãy là mọi người đã được học xong về tổng hợp vectơ này, tính toàn độ, độ độ dài đoạn thẳng này. Thế bây giờ tính sang góc A nhá, ừ, một cái rất quan trọng nữa. Cốt góc A tính nào? Tính nào? Ta sử dụng tính chất gì? Ở đây mọi người sẽ sử dụng tính chất đó là sử dụng tích vô hướng. Các em học đến tích vô hướng rồi thầy ghi lại tích vô hướng của hai vectơ uv thì bằng tích độ lớn của uv nhân cốt của góc xen giữa hay còn gọi là góc tạo bởi hai vectơ uv này từ đây chúng ta dễ dàng rút ra được cốt uv bằng tích vô hướng chia tích độ dài đúng chưa nhỉ? Đấy cả lớp ghi vào. Thì cái tích vô hướng này có một cái ứng dụng rất là quan trọng trong việc đó là tính góc. Ứng dụng quan trọng nhất của cái tích vô hướng này chính là tính góc của hai vectơ. Vậy ở đây chúng ta đang quy về hai vectơ, góc A thì là chắc chắn là góc tạo giữa hai vectơ gì thì chắc là cả lớp quá rõ rồi. Góc A thì chắc chắn là góc tạo giữa hai vectơ AB và AC bởi vậy chúng ta sẽ sử dụng tích vô hướng của ABC chia độ lớn ABC là thành công là các đứa hiểu rồi nhá ừ. bình thường ấy nếu mà bài toán này không không phải là tọa độ mà bài toán này người ta cho em các cạnh nếu người ta cho em các cạnh ABC nhỏ ấy thì em sẽ dùng hệ thức lượng định lý cosin đúng không ừ. nhưng ở đây không không ở đây không phải là hệ thức lượng ở đây là 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 tọa độ mà tọa độ thì dùng tích vô hướng là nhanh nhất được chưa? Đi tọa độ. Chúng ta sẽ cùng tính hai vectơ AB AC. AB sau trừ trước chúng ta sẽ có chữ -1 chữ -1 là trừ -2. 1 trừ đi 2 là âm -1. Tính từ từ thôi nhé không phải vội đâu, vội là sai hết đấy, thầy nói thật, được chưa? AC 5 chữ 1 là 4 Trừ 1 Trừ 2 Là trừ 3 Tính cho nó chuẩn đi Muốn làm nhanh được thì phải làm đúng đã Rồi mới hạng nhanh Nhớ nhá Không lại làm vậy, 10 câu là sai hết cả 7 thì thôi Rồi Từ từ cẩn thận thôi về sau sẽ quen hết Mình mới đang làm nhầm rồi thì mình đừng có cố làm nhanh Cứ từ từ cẩn thận để khi nào quen rồi thì thôi Cốt góc A chính là cốt của góc tạo bởi ABAC hai vectơ này bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Thầy đọc như thế nào? Cứ thế mà đọc theo nhé. Ừ. Tích vô hướng thì chúng ta sẽ lấy gì? Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Hoành nhân hoành tức là x phẩy cộng y phẩy. Thì đây gọi là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Cả lớp sẽ tính ra thì thì nó sẽ là 4 À nhầm quên sorry 2 nhân 4 là trừ 8 Rồi cộng với 1 nhân 3 là 3 Vậy trên này tính ra âm 5 Ở dưới Tích độ dài Tích độ dài thì được tính bằng căn bậc 2 của Đây độ dài được tính bằng căn bậc 2 của x bình Cộng y bình Căn bậc 2 của âm 2 bình Cộng âm 1 bình Thế tức là 4 cộng 1 là 5. Cái này căn bậc 2 của 4 bình cộng âm 3 bình tức là uh, 16 cộng 9. Vậy tính ra thì trên tử sẽ là âm 5. Dưới mẫu một cái là căn 5 và một cái là bằng 5. Cái lớp tính ra xem chuẩn chưa căn anh em. Thì triệt tiêu bỏ 5. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là âm 1 trên căn 5. Đáp án của mình là A. Các lớp nhớ được chưa nhỉ? Thế nhắc lại Tích vô hướng thì được tính bằng hoành nhân hoành cộng tung nhân tung Tích vô hướng có kết quả là một con số rất rõ ràng Có thể âm, có thể dương, có thể bằng không Còn tích độ dài thì chắc chắn không thể âm được Đúng không? Tích độ dài thì độ dài được tính bằng căn bậc 2 của hoành độ bình cộng tung độ bình Cái lớp nhớ cộng cẩn thận Các cái âm này khi mà bình phương lên nó sẽ bay hết Cái lớp khi tính toán các em đừng lôi cái âm vào nhé Nhiều bạn nó lôi cả cái âm vào rồi tính nó đói cả đầu thầy bảo là khi tính mấy cái bình phương lên đôi bảo là bỏ hết âm đi rồi cứ lôi cả âm vào xong mai đi thi mà viết thế này thôi nhiều đứa đi thi nữa viết thế này này trừ hai bình trừ một bình thô ôi gạch bài luôn không có cái 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 nào là cái này cả nhá thiếu ngoặc hết rồi thế thì khi nhầm ấy thầy mới dặn bảo là ở giữa nó chỉ có là cộng thôi công thức không bao giờ có trừ cả thế nên là viết cái lung tung thế này thầy bảo là sau bỏ hết dấu âm đi thế thì viết dấu âm vào cho nó cẩn thận quá thể Được chưa bỏ hết âm đi cho đỡ nhầm Đấy chưa? Còn đã, đã cẩn thận thì phải có ngoặc vào Nhưng mà nhiều khi viết vớ vẩn lắm Sợ lắm Chấm bài cho các em thầy mới phát hiện ra là các em muôn vàng kiểu sai Rồi không bao giờ ra được đáp án cả Các đã hiểu câu 19 chưa? Rồi ok Góc A này là góc tù đúng cả lớp Nếu mà đề thi người ta hỏi các em góc A bằng bao nhiêu Cả lớp bấm cho thầy ship code của âm 1 trên căn 5 nhé Cả lớp sẽ thấy nó sẽ ra góc tù Vì âm là tù đấy, dương là nhọn Nhìn vào đây biết ngay tam giác thì tù Ồ, oh, câu 20 là câu về trực tâm. Câu này bạn nào làm được rồi này, câu này là một câu ứng dụng tọa độ tích vô hướng cũng rất là hay đây. Trực tâm là một câu hỏi rất dễ dàng sẽ có ở trong đề của em. Trực tâm là cái em bắt buộc phải làm được. Thế nào là trực tâm? Thế nào là trực tâm? Nào Trực tâm là giao điểm của các đường gì? <laughs> chuẩn bị đừng đừng nhầm nhé, chỗ này phải trả lời chuẩn. Sai là không ổn đâu. Tam giác là nhiều loại tâm lắm. Ừ. Trực tâm là giao điểm của ba đường, và đường cao chắc chắn rồi. Ừ. Đúng không? Ai không chắc thì thôi. <laughs> chưa? Trực tâm nhé. Ừ. Tí nữa thầy sẽ ôn lại cho em một số cái tâm này. Người ta đề thi hỏi. Ừ. Vẽ hình nhé. Ừ. A B C. Đường cao thứ nhất ai đường cao thứ hai BK. Đây, trực tâm H nhá. Ừ, trực tâm H. Hai đường thôi được. Đường thứ ba tự nhiên nó cũng phải qua nhưng mà vẽ thêm vào nó mỏi thêm. Nguyên tắc là ba, à đâu nguyên tắc thì đủ thì là ba nhưng mà chỉ cần vẽ hai thôi nó là, là nó tự vào chứ việc quá thì vẽ cả ba, nhớ chưa? Cho đỡ mệt. Thì từ đây chúng ta dẫn đến mấy, chúng ta nhìn thấy điều gì? Chúng ta thấy chuyện gì? chúng ta sẽ thấy là hai chúng ta sẽ hình thành ra hai cặp vuông góc. Các lớp có thấy vector AH không? Vector AH thì sẽ vuông góc với vector BC. Và cái thứ hai đó là vector BH thì sẽ vuông góc với vector AC. Em có nhìn thấy vuông góc không? Đó, kéo nó ra xuống độ vuông góc thôi. Từ đây hình thành ra cái gì? Chúng ta sẽ hình thành ra theo tính chất thì tích vô hướng của hai vectơ vuông góc thì nó sẽ phải bằng vectơ à, bằng số 0 tích vô hướng ah BC vectơ bằng số 0 tích vô hướng bHAC bằng số 0 nhớ nhá đó như vậy đây cũng là một câu ứng dụng tích vô hướng rất là quan trọng cứ cái gì liên quan đến vuông là dùng tích vô hướng cũng khá là ok chốt kiến thức nhé ừ. vuông là thế Chúng ta tính tất cả 4 vector ra Sau đó ta giải hệ Là ta thành công Bài này có hai ẩn AB Tất nhiên chúng ta chỉ cần giải hệ hai phương trình thôi là ta thành công rồi Ta bắt đầu làm Cái lớp nhìn vào đây nhé Bắt đầu À, ta nhìn được chưa nhỉ? Đây là cái lý thuyết quan trọng này, ta ghi vào. Thầy chốt cho kiến thức đây rồi. H là trực tâm của tam giác này tính a cộng b đếm thấy không? Không phải lúc nào người ta cho em đáp án đâu để em thử đâu nhá Có nhiều câu ấy, nhiều bạn bảo thưa thầy mình thử đáp án được không? Đại số em còn thử được chứ hình nhá, chưa chắc đâu Người ta hỏi kiểu A cộng B này thôi là em chết không kịp ngáp Có đâu mà thử Bình thường ấy, nếu mà một số bài người ta cho 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 điểm M, điểm N gì đó Cần tìm sao cả lớp ngồi thử thử bấm một tí xem có ra không đúng không? Chứ hỏi kiểu A cộng B này chết không kịp ngáp luôn Đúng không nhỉ? Hỏi kiểu này là chết luôn này. Ừ. Kiểu gì vẫn phải biết giải cả lớp ạ. Ừ. Hỏi kiểu này mới vui. Chứ nếu bây giờ mà có điểm H ra, thầy ngồi thầy thử tính vector AH, thầy nhân thử với VC thầy xem có bằng không, thì biết ngay thì đi về. Đúng không? Ừ. đấy kiểu thế. Thì người ta chống luôn cho em khỏi thử rồi. Bây giờ xu hướng là thế mà. Nó càng ngày càng khó đấy cả lớp nhá. Đừng nghĩ là đề nó nó nó, nó ngây thơ. Đấy chưa? Đề, của thầy không bao giờ có chuyện là dễ thế đâu. <laughs> nào, cả lớp sẽ cùng làm. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích của nào đầu tiên tính AH trước nhé, tính AH. Chúng ta có H đây rồi, nào AH chúng ta sẽ lấy H trừ A. Như vậy là A A trừ mấy nhỉ? A A trừ mấy? A trừ đi 5. B trừ đi 3. Xong nhá ừ. BC Các lấy C B 1 2 là 3 5 1 Là 6 BH Các em tiếp tục lấy A Trừ 2 B 1 Tức là B cộng 1 Chuẩn ừ. Còn AC AC các em lấy C A 1 Trừ 5 là trừ 6 5 trừ 3 Còn 2 Tính chuẩn đi đã anh nhá, phải thật chuẩn Sai một số thôi cũng không ra đáp án được đâu Thì nói thật cái hình này nó thế Đúng không? Tính toán nghe có vẻ dễ thôi Nhưng mà nhầm một số nó không bao giờ ra được đáp án Gọi HAB là trực tâm Khi đó ta sẽ giải hệ này Đây giải hệ hai cái tích này bằng 0 Chúng ta lần lượt lấy hoành nhân hoành cộng tung nhân tung Chúng ta lấy trừ 3 Nhân cho A trừ 5 Viết xuống Cộng 6 Nhân B trừ 3 Viết xuống Bằng 0 Tương tự cái dưới Chúng ta lấy trừ 6 Nhân A trừ 2 Viết xuống Và cuối cùng là cộng nốt với 2 Nhân B cộng 1 Đến đây dễ chưa? Dễ rồi Nhân bung bét chỗ này ra Đó Nhân tung tỏa ra Sau đó thì làm gì? Cho vào máy tính bấm là ra nhá Có hiểu được không? Nhân bung bét ra là trừ 3A cộng 6B rồi bằng C ấy. Nhớ là chuyển vế bằng C sang bên kia lấy máy tính bấm nhá Cái này thi vào cấp 3 các em biết hết rồi, giải hệ phương trình mà Thì chỗ này các em bấm luôn giúp thầy ừ. Chỗ này là công việc các em làm được, thì cho phép các em tự làm Thì chúng ta có được ngay là 3 và 2 Mọi người sẽ tính được là tổng là 5 cả lớp nhé Các em cần phải khoanh đáp án B Các em nhớ về tự làm lại cái bài này một lần nữa. Để cho nó thật sự chắc chắn các em nhé. Các em thấy hiểu được không? Đó, rồi. Rồi. À rồi, các bạn và các em thân mến, chúng ta còn muốn làm nữa không? Đây là hết câu hỏi 20 rồi, chúng ta muốn uh, uh, làm thêm câu hỏi nữa không? Ở đây thầy cũng đã chữa cho chúng ta rất nhiều các cái câu hỏi quan trọng và tiêu biểu rồi. Đó mọi người thích làm thêm nữa không để thấy xem nào xem còn nữa không đã nào mọi người còn muốn làm tiếp nữa không như thế là chắc chắn chưa Giờ chúng ta muốn làm tiếp nữa không? Thực ra là thầy còn đấy nhưng mà thầy sợ là các em làm nhiều có sợ mệt không? Các bạn, các anh chị lớp 11, 12, thầy xin phép dừng giữa giờ tí nhé. Các anh chị lớp 11, 12 à, thì còn làm nhiều nữa cơ. Thậm chí 40, 50 câu hỏi thoải mái luôn. Các anh chị còn có thể thức đến đêm để làm bài tinh thần học tập chăm chỉ lắm, hăng say lắm. Nói chung là máu lửa lắm, được chưa? Đơn giản là tại vì các lớp trên của các anh chị khó. Lớp 11 12 cực 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 kỳ khó luôn, khó. Nhiều dạng nữa cơ. Lớp 10 của em vẫn còn đơn giản nhưng mà thầy sợ là các em chưa quen chưa chịu được áp lực ấy. Chưa chưa kiểu như là sợ lại một là lại buồn ngủ, hai là lại uh, sợ lại gọi là gì ấy nhỉ, học nhiều quá lại sợ tay lọ sợ tay kia lại không nghe được nữa, ấy. lẫn vân vân kiểu thế. vân vân kiểu thế. thì có có tiếp tục được nữa không? Nếu mà uh, sợ uh, mệt rồi thì lần sau ta like tiếp, ta học tiếp. Đúng không nhỉ? Thế là thầy cũng không dám cho nhiều quá. <laughs> sợ mệt không? Được chưa? Thầy thích thì có thể học tiếp. Đúng không? Nào chúng ta thích học nữa không? Để thầy dạy tiếp cho. Thực ra thầy vẫn còn đấy, thầy vẫn còn một số câu hỏi nữa. Xem nào. Thầy còn uh, đến câu 28. Thế thầy sẽ nói nốt cho nhé. Còn một số câu này thầy sẽ làm nhanh thôi, đơn giản thôi. Với câu này thì cũng là lý thuyết thôi. Đây là một số câu bài tập là chúng ta đã chữa cẩn thận xong rồi. Nào bây giờ ta sẽ đi tiếp. Thế rồi rồi thầy sẽ dạy tiếp. Vừa rồi là chúng ta đã xong câu hỏi số 20 nhé. Bài này thầy có 28 câu. Còn bình thường các anh chị còn phải làm 40-50 câu là chuyện bình thường ấy, Nhiều. Phải luyện đề nhiều các em ạ. Được chưa? Chuyên thua gì đâu thầy nói thật. buồn ngủ phải cố mà học sắp thi rồi 21 nhá nào 21 căn bản đấy em biết tại sao không các anh chị lớp 11 ngoài cái 11 12 ấy, ngoài tinh thần là họ biết là khó rồi nên họ không thể có cách nào khác ngoài ngoài việc đó là chăm chỉ chịu khó làm nhiều em cứ hỏi mà xem lớp 11 trong các lớp 11, 12, 12 thì mình đã không nói là thi đại học rồi Thì tất nhiên là nó quan trọng rồi Không học cũng không được Đúng không nhỉ? Không được không tốt nghiệp nổi đâu Nhưng mà cái lớp giữa các anh chị lớp 11 còn Bây giờ còn đang giai đoạn còn còn cực kỳ khó khăn Gây go, còn rất nhiều thứ khó nữa Đấy, đấy là cái bước bắt buộc còn phải cố gắng, còn phải học Đấy đúng không? Có các em bây giờ nhiều bạn lớp 10 nhiều khi còn vẫn rất là mải chơi nhiều nhiều khi nghĩ là thôi mai thi rồi thì hôm nay ôn cũng được, vẫn còn kịp thì đấy đấy là tại vì lớp 10 của các em tư tưởng là nó nước lên chân rồi mới nhảy như thế còn không như các anh chị ở trên thế nên các anh chị ở trên là thầy có hỏi kể cả làm thêm nữa bốn năm chục câu cũng vẫn ok như thường thật sẽ có hỏi mà xem họ thầy cho càng nhiều các bạn ở trên càng thích học được chưa được chưa cho nhiều là càng nhiều kiến thức quý thầy càng chốt được cho nhiều các kinh nghiệm trẻ quý quá chứ còn nhiều khi thầy sợ lớp 10 ở dưới thầy sợ là không biết là có sợ mệt không thì thầy phải hỏi thì chưa? Đúng không? Không là lại bảo thầy ơi em sợ lắm, em mệt lắm, em buồn ngủ, em không thích học <laughs> Về sau em sẽ biết, được chưa? Về sau em sẽ thấy là Còn những lúc còn được học, còn được nghe thầy giảng là còn quý đấy, được chưa? sao không chưa chắc đã có người dạy cho đâu, được chưa? Đúng rồi Xem mà xem lớp 10 các em cứ mãi chơi nhiều, thầy biết đấy, nhưng mà thôi chả sao, tại vì cái tuổi ăn, tuổi chơi là nó thế mà 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 không phải ai cũng giỏi đâu lớp 10 là thầy thấy nhiều bạn mất gốc ghê lắm nhiều kiến thức mới không theo kịp đâu em đầu năm không sao cứ đến khoảng hết học kỳ 1 mới biết ai mất gốc nhìn vết ngay rồi thầy xem đến học kỳ 2 xem các em còn như thế được nữa không cứ phải đến khi mà phải nhận được kết quả nó phải giật mình thì con người ta mới bắt đầu người ta mới chú ý học còn bây giờ là chưa thấy cái gì là chưa sợ <laughs> đúng không ừ, đúng rồi còn gì nữa đừng chưa Thế nên, nên em mới biết là tại sao các anh chị lớp 11 12 hai thường không bao giờ thể phải nhắc nhở gì nhiều, chăm lắm. Nhiều hay ít, mệt hay không vẫn cứ cố gắng học chăm lắm nên kết quả điểm rất là cao, rất là tốt mà rất là có ý thức luôn. Đó. Xem các thứ học rất là đầy đủ, rất là cẩn thận và luôn luôn nghe theo lời thầy. Đấy là lý do tại sao các anh chị ở trên rất tiến bộ và điểm rất là cao. Đấy thầy, thầy thật sự là khen thật ấy, chưa chứ phải không? Đặc biệt là thầy rất là quý các bạn nào nhất học sinh lớp 11 hay theo dõi bài là thầy rất là quý. Đó. đúng là như thế thật Em cứ cười vô chi đi, cười thêm vài lần nữa Cứ cười thêm một vài lần nữa Đằng sau những nụ cười vô chi đấy Đằng sau những 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 uh, nụ cười vô chi đấy Dưới mai nó biết liền à, thầy nói thật Chả cần đợi thầy dục đâu, về sau cứ phải có kết quả rồi thì bọn mày mới thấy thế nào Rồi, thế được rồi, ta làm nốt nhá, vài câu nữa thôi Hay mấy câu thôi, chứ ăn thua gì đâu chưa yeah. Chúng ta quay trở lại với câu hỏi số 21 Rồi, vừa rồi chúng ta nghỉ giải lao một tí cho vui ừ. Tam giác vuông của em tại A AB bằng A, AC bằng A căn 3 Hỏi độ dài của vector AB chữ AC Rồi, AB chữ AC À, hiệu hai vector nhá Trung gốc A rồi, hiệu đọc ngược lại Bây giờ ta chốt được rồi đúng không CB nhá, CB Ở đây chúng ta định vuông tại A AB và AC biết rồi, Bây giờ tính CB Pythagore nhẩm trong đầu nhé Pythagore này là nhẩm rồi đây là cái này bình lên là ba cái này là một khai căn lên là hai nhé được chưa rồi như vậy chúng ta sẽ nhẩm ra rất là nhanh đó là đáp án của mình là 2A Các em nhẩm theo Pythagore hộ thầy Có cần vẽ hình nữa không? Thực ra những câu này không cần vẽ đâu, vẽ lâu hơn đấy Mình biết là vuông tại A dưới này Đó Thầy sợ nhiều bạn không vẽ ra có khi chả hiểu gì Nên ấy, sợ lắm Lớp 10 này không phải ai giỏi đâu a này a căn 3 Pythagore nhé căn bậc 2 của a bình cộng cái này bình lên là 3 a bình thôi 4 a bình đúng không như vậy là 2 a thôi chả mất gì thôi thầy cứ hướng dẫn cho nó cẩn thận tuy nó dài hơn một tí các em chịu khó nhé nhiều khi ấy, cũng phải nghĩ đến những người khác nữa nếu không giải thích thì nhiều khi họ cũng không hiểu thầy đó thật các em có thể nhẩm nhanh thì ok rồi nhưng nhiều bạn khác không hiểu đâu thế nên thầy cứ làm từ từ cho nó cẩn thận nhé tư duy nhanh em sẽ quen thôi về sau nó là b hay a rồi đấy là bc tam giác vuông nhé ừ. 22. Tam giác đều cạnh A, Y là trung điểm AB rồi. Hỏi mệnh đề nào đúng? Cái lớp để ý thật kỹ câu này cho thầy nhé. Câu này để ý thật kỹ vào cho thầy. Không câu này nó lừa đấy. Để thật kỹ vào xem câu nào đúng. Nhìn kỹ giúp thầy xem thực sự cái nào đúng ở đây. Nhìn kỹ đi. Bây giờ các em lườm thật kỹ vào xem cái nào đúng Chắc không? <laughs> Cẩn thận nhá, các em nhìn thật kỹ vào, thầy, thầy, đã dặn rồi đấy, nhìn thật kỹ vào Chứ tâm đều mà nhỉ, thôi vẽ đều tí Nhìn kỹ đi, xem cái nào đúng Nhiều câu lý thuyết đấy, ở đây thầy cho một số câu lý thuyết đi Rồi, Ê, ok, ừ. Lý thuyết ấy ừ Lý thuyết hình mi sợ này. Chắc không? Nhiều bạn trả lời B đúng không? Em có chắc không? Ôi trời <laughs> ơi, em trả lời B em bị thầy lừa rồi, chết rồi, bị bị thầy lừa rồi. Em bị thầy lừa rồi, sai rồi. Nào, thế m bất kỳ, mọi m nhá, MA cộng MB vector bằng MI thật không? Cái này sai. Lúc nãy ta vừa chứng minh được đó là với mọi điểm m theo tính chất trung tuyến thì nó phải bằng hai lần mi mới đúng chứ ma cộng mb bằng hai lần vectơ trung tuyến hai lần mi câu a là sai câu b nhiều người nghĩ câu b là đúng đúng không thầy biết thừa thầy ra đề thầy phải biết nhưng mà ia cộng ib ở à đâu ia cộng ib ôi chưa thầy ia cộng ib à quên y là trung điểm ab nhá thầy xin phép cả lớp thầy vẽ lại cái chỗ này một tí sau thầy lại cho y trung điểm ab mà thầy lại vẽ nhầm ra đây sorry tí đây mới là đúng đúng không? Y chui điểm AB, IA cộng IB vector bằng số 0 á, thật không? <laughs> Sai. Vector 0 bị lừa rồi. Em cẩn thận. Cái này không phải là bắt bẻ à? Cái này thật sự nó là như thế. Tổng hiệu vector là vector nhưng tích vô hướng mới là số. Bây giờ đang tổng hiệu chui sang số này là đang không hiểu bản chất nhá. Sai đấy, B. Chết chưa? Số là nó sai rồi Không được, cái tổng hiệu vector phải là vector chứ Đúng không? Còn tích vector thì mới là vô hướng chứ Vô hướng thì mới là là, là số chứ Đúng không? Còn vector là có hướng rồi À đấy, thấy chưa? Một cái rất đơn giản nhá Không phải thầy bắt bẻ đâu nhá Không phải đề sai đâu nhá Đề đó thật sự là thế đấy được chưa? Sai thầy biết ngay được chưa? Chết chưa? Cái này sai nốt IA cộng IB cộng IC vector 0 Cái này vẫn sai y đây là tính chất trọng tâm mà còn y là trung điểm trung điểm nó khác trọng tâm chứ đúng không tiếp tục cái này lại sai Đấy, đúng chỉ có d thôi ừ hay chưa đó độ lớn của vectơ ab chứ ac bằng bằng a nhỏ tại vì độ lớn của cái này chính là b gì bc cb được cb độ lớn thì đúng là bằng a nhỏ thật đúng là cạnh a mà đúng không cả lớp <laughs> câu này lừa tí thôi Ừ, các em hiểu ý của thầy muốn nói qua đây không? Có nhiều cái rất là hay Phân biệt chuẩn nhé Tổng hiệu nó khác mà nó ra vector Vector được tính là có hướng Còn tích tính ra là vô hướng Mọi người nghe thật kỹ và có nhiều các đại lượng có hướng nó khác Đại lượng vô hướng nó khác cả lớp ạ ừ. Cái trong vật lý là các em sẽ nắm được hết Các cái đại lượng nào là có hướng Lực này uh, Vận tốc này Đúng không? Vân vân có một số đại lượng là hằng số không thay đổi ấy, như khối lượng này, thời gian này, vân vân này, hoặc là có một số cái gia tốc không đổi này thì đấy là các đại lượng vô hướng. Cái nào là số ấy thì nó là vô hướng. Đúng không? Ở đấy kiểu như thế hay chưa? 23 Tam giác vẫn là ABC, I là trung điểm BC, G là trọng tâm, hỏi cái nào đúng? Ôi giời. ABC Y nhá đây ờ nhưng mà tam giác này người ta không hề nói với em tam giác đều đâu nhá tam giác bình thường đấy tam giác bình thường ấy được chưa thôi rồi cứ cho là thế đi tam giác bình thường thì tôi ta vẫn phải vẽ ba đường mà thôi rồi ví dụ thế này cái nào đúng ấy nhỉ cái lớp chọn kỹ nhá chọn kỹ vào không lại sai đấy xem kỹ đi không phải người ta bắt bẻ ở đâu chứ không phải đề sai đâu đúng thật là nó như thế nào loại trừ nhé ừ, Lý thuyết cho người thôi mà dễ Dễ lừa <laughs> Dễ lừa Vào lại lạ lắm thầy ạ Chết Ở nhà có học đâu mà Nhớ Cái này nghe vẻ đúng đúng không Sai Đây toàn độ dài mà lại cộng lại Mà ra bằng không là điên rồ Đúng không nhỉ không phải là tổng ba cái này vector Vector không chứ Điên rồ đúng không Lừa đấy dạ, Sai Tổng đoạn thẳng mà lại bằng không là điên rồ Rồi vector phải cân bằng không Nào GA bằng 2 lần GI Y thì chỉ BC GA bằng 2 lần GI Điêu toa Nghe có vẻ đúng đúng không? Độ dài thì ông này độ dài thật nhưng ngược hướng mà Âm chứ Đúng không? GA, GI âm mất rồi Y âm mất rồi Âm Thật đấy <laughs> Được chưa? Sai Đúng không? Sai lừa rồi MA, MB, MC vector bằng 3MG chuẩn không? Cái này chuẩn thật. Đây tiếp tục là tính chất trọng tâm. Cái này chứng minh rồi nhá, chứng minh một cách chèn điểm gì ấy nhỉ? Chèn điểm G. Các em chèn điểm G vào đây mà xem thì có phải là các em sẽ có uh, MG cộng MG cộng MG là 3 lần MG rồi cộng với GA, GB, GC không? Chứng minh thì không gì ấy nhỉ? Không khó. Chèn điểm điểm G vào thì có phải là cái anh chàng này là bằng vector không chưa? vẫn chỉ là chèn điểm thôi quy tắc chứng minh đó là chèn người hàng xóm vào thầy dạy từ đầu rồi đúng không chèn điểm g vào thầy đúng chuẩn thật đáp ừ. án là c thật thì tiếp theo loại trừ thì cái d không thể đúng được vì ga cộng gb về mặt tổng hợp ga cộng gb về mặt tổng hợp thì nó phải sinh ra gd này mà gd thì chỉ bằng GD này thì bằng 2 GI chứ 4 GI nhỉ? Cái GI này lúc nãy ta vừa chứng minh được là cái này sang đây thì nó chỉ có hai để đẻ đâu ra 4 bọn này nó lừa, 4 là lừa. Nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra là sai. Đúng không? Cái đoạn này nó chỉ gấp đôi cái đoạn này đẻ ra tận 4 sao? Không có tính tổng quát ta có thể giả sử tam giác này là đều cũng được thì không thể nào có cái chuyện nghe 4 là nghe hơi vô duyên nhỉ. Ừ. 24. Ta hiểu chưa? Ừ hình vuông quay trở lại lại hình vuông rất là quen thuộc làm nhiều vào cho nó giỏi AB cộng AD cộng BD giờ cộng cái nào vào trước nhỉ em thân mến em có thấy là cộng hai cái này vào trước hợp lý hơn không vì hai cái này nó chung chung B này à như vậy thầy nghĩ ra rồi đây AB và BD trước đi cũng được thứ em cộng cái nào trước được hai cái này đi thì B mất rồi như vậy là nó chỉ còn có cái này với cái này luôn là ad, Ô, ad cộng ad à? À, như vậy bằng hai lần ad như vậy là bằng 2 a câu này cả lớp sẽ chọn đáp án d chúc mừng các em chọn đáp án d tổng hợp cái nào dễ trước chứ không làm cái nào mà khó thực ra làm nhiều cách này như nhau thôi ab, ab ok nếu bây giờ mình làm ab cộng ad đưa ra a gì <laughs> Nếu mà làm theo cách khác cũng được nhưng vẫn ra đấy Nhưng mà tổng hợp nhìn hình thì khó hơn thôi Cái lớp thử làm cách khác thì vẫn ra như lâu hơn Ba người phải chọn khéo léo 25 Úi trời ơi, cả lớp để ý cho thầy một số cái câu 25, 26 này là bài toán về quỹ tích nhá Cái này khó thật quy tích là dạng khó hơn một tí nhá Đó là bài toán tìm tàu hợp điểm M thỏa mãn một đẳng thức vectơ Bạn nào mà ôn mà kỹ thì sẽ có thêm cái dạng này tìm m. Quỹ tích điểm m có nhớ dạng này không? Đó, quỹ tích điểm m là một cái cần học. Đây, ai trả lời được các cái câu hỏi 25, 26, 27, 28 này của thầy thì thực sự là 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 là, là, là tốt. Là ôn kỹ là được. Nào, bây giờ ai trả lời được 25 nào. AB là hai điểm cố định, tìm tập hợp điểm m thỏa mãn đẳng thức vectơ độ lớn m vectơ MA cộng MB bằng độ lớn vector MA trừ MB. Đường trung trực hay đường tròn hay nửa đường tròn? Xin mời, được chưa? Ta trả lời được câu này không? Có nhớ quỹ tích không? Ừ. Tập hợp các điểm M đấy, thỏa mãn xem điểm M đang phải biến đổi cái đề bài này để đưa về một cái đẳng thức đơn giản hơn. Trong đó chúng ta sẽ thấy được cái điểm M là nó đang di động trên một cái đường nào đó. Đúng không nhỉ? Thông thường đi thi chỉ hay cho hai đường thôi, một là thầy thấy là hay có đường trung trực của đoạn thẳng hoặc là một cái đường tròn đường kính gì đó hoặc là bán kính gì đó để các lớp phân biệt cho thầy một số quy tích hay gặp nhé ừ. có thể thường này hay rơi về đường thẳng đường tròn cả lớp nhé thì trong bài này nó rơi về đường gì cả lớp thử phân tích thế là xong thực ra những bài toán này nói chung là cũng cũng cũng, cũng nhiều kiểu giải lắm được cũng cũng nhiều cách giải như ở đây thì ta chỉ cần sử dụng các cái quy tắc tổng hiệu vectơ quen thuộc thôi nào có lớp suy nghĩ nào sẽ sẽ cùng biến đổi nhá. Ừ, nào các lớp bình tĩnh. đúng là nó khó ăn thật. Ở những cái câu này giờ đi là không phải khoanh bừa là xong đâu, đơn giản đúng nhá. Ừ. quỹ tích mà đúng không? quỹ tích hợp đấy. AB cố định. MA cộng MB bằng cái gì? nào. AB cố định thì theo tính chất trung tuyến, MA cộng MB sẽ luôn luôn bằng M đây. Vector MA cộng MB thì luôn luôn bằng hai lần vector M gì? MI. Tính chất trung tuyến nhá, vừa học lúc nãy xong. Ừ. Bằng hai lần vector trung tuyến tức là bằng hai lần vector MI. Gọi Y là trung điểm cho thầy. Thì nó sẽ bằng hai lần vector MI, vậy thầy sẽ lấy hai lần độ lớn vector MI. Còn MA trừ MB quy tắc hiệu đúng không? Đấy phải còn nhận ra quy tắc nhá. Đó. Không khó đúng không? quy tắc hiệu bỏ điểm m đi thì có phải là bằng ba không ừ. như vậy bỏ cái trị đối ra để cho nó dễ thì ta sẽ viết về đoạn thẳng cái gì hai như vậy là độ lớn của mi bằng ab trên hai mi bằng một phần hai ab rồi quy tắc này cho ta biết đây là điều gì điều gì nào a cố định rồi B cố định rồi, cố định có nghĩa là nó bị bị cắm chặt vào mặt phẳng này rồi, giống như là thấy đã đóng đinh vào hai cái điểm AB này rồi ấy, nó không thể chạy chỗ khác được, các lớp hiểu thế nào là đóng đinh không? Cố định rồi ấy, nó bị cắm chặt vào đây rồi không thể di chuyển được, chỉ có M là di động được thôi. M đang di động còn những cái điểm khác là đóng đinh vừa rồi. A đóng đinh, A cố định, B cố định thì Y cũng cố định, vì đoạn thẳng này cố định rồi thì Y phải cố định. Trung điểm trọng tâm không thể chạy đâu được, cố định rồi. Thế M lại đang luôn di động làm sao cho m cách y một khoảng không đổi bằng 1 phần 2 AB. 1 phần 2 AB này chúng ta gọi là một cái hằng số R đi. Thì tập hợp những điểm M mà thỏa mãn MI không đổi bằng công tăng thì chứng tỏ rằng đây là một đường tròn. M di động trên một đường tròn. M đang di động trên một đường tròn. Tâm Y và bán kính là bằng bằng bán kính bằng 1 phần 2 AB hay có nghĩa là AB là đường kính nói thế là nhanh nhất Các hiểu được rồi nhá đấy ta hiểu chưa thầy sẽ nhắc lại tập hợp những điểm M mà di động vo ve tròn xung quanh điểm Y và luôn cái Y một khoảng không đổi thì chứng tỏ đấy chắc chắn phải là đường tròn đã học rồi lý thuyết đường tròn rất dễ và ở đây khoảng không đổi đó chính là bằng bán kính R R bằng 1 phần 2 AB Thì AB là đường kính còn gì nữa Nghe kỹ rồi nhá, Đúng không Rồi Đọc kỹ rồi cẩn thận nhá hai cái câu b và d hơi cấn cấn đấy nhiều bạn đi thi thì khoanh nhầm ngay em tại vì bán kính đã là một phần hai ab rồi như vậy đường kính là ab nhá cái bán của mình là đoạn b nghe kỹ là lại cấn cấn rồi đấy đường tròn thôi nào có đó hiểu bài chưa nhỉ ta biến đổi đẳng thức về những cái rất là quen thuộc đây là cái rất hay gặp Đó là quỹ tích đường tròn rất dễ hiểu đúng không không khó 26 mươi câu này xem làm thử ra nào câu này nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi trọng tâm G nhé ừ. Y là trung điểm BC M thỏa mãn đẳng thức kia Hỏi điểm M đang di động trên đường nào Trả lời, cố gắng lên Làm được không? Tất nhiên rồi, những câu này nó, nó hay hơn <laughs> Nó khó hơn tí thôi, không phải là quá khó đâu Nào, biến đổi hộ thầy cái đẳng thức kia xem nào Xem nó ra cái gì nhé Thầy sẽ vẽ hộ cho hình nhé Vẽ cho nó vui mà nào y chứ điểm BC nhé ừ. rồi thế vẽ xong rồi nhá đây đấy, ví dụ thế nào, thì nó ra cái gì nào bình tĩnh nhá xem lần này nó có giống bài trước không hay nó nó khác rồi cứ bình tĩnh mà làm không phải vội bình tĩnh làm bình tĩnh sống như thế nào những câu này tất nhiên là phải khó hơn rồi bạn nào mà còn thức thì chúng ta sẽ làm bài này đi thầy thầy là thầy đã tính cả rồi ừ. nào biến đổi nhá ở đây có cái từ trọng tâm là phải biết là phải sử dụng tính chất trọng tâm rồi đúng không ừ. như vậy chúng ta nhớ theo tính chất trọng tâm thì lúc nãy thầy vừa chứng minh cả lớp rồi nhá chứ không phải là thầy bịa ra đâu hiểu chưa ma cộng mb cộng mc bằng ba gì ba lần mg chứng minh rồi với mọi m rồi ok MA cộng MB MC bằng 3 lần MG Thế còn MB cộng MC Theo tính chất trung tuyến MB cộng MC thì luôn bằng 2 lần vector MI Với I là trung điểm BC Còn M bất kỳ nhé ừ. Đây là tính chất trọng tâm Đây là tính chất trung tuyến Nói chung là thường em hay gặp các tính chất này nhiều lắm Kiểu gì cũng sẽ phải có một cái tính chất gì đó Rồi Bằng hai lần vector trung tuyến Thế là vector MI À, hai bên hình như cùng có 6 à 6 nè, 6 nè, chết chưa? 6MG bằng 6MI. À thì hóa ra lại MG thì bằng MI à? Bài này hay quá nhỉ. MG MI thì sao nhỉ? MG để bằng MI à? Y này, G này. Thì M ở đây hả? MG bằng MI đây. Hỏi M đang di động ở đâu? Để cho M -G bằng MI nào. Ừ. M đang di động ở đâu? Nhìn thấy ngay nhỉ. M cách đều hai điểm IG, vậy M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng IG, chính xác rồi. Bạn nào chọn đáp án A là chuẩn rồi, chúc mừng các đáp án A. M di động trên đường trung trực của IG, đáp án A. Bài này là cách đều điểm M cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung trực là chắc chắn rồi, chỉ có trung trực với cách đều được. Đúng không? Ừ. Chuẩn chưa? A, B, C cố định Thì Y cố định, G cố định Vậy đoạn thẳng IG cố định Tức là nó cắm chặt vào cái bảng này rồi Không thể thay đổi đâu được Mà M lại luôn cách đều IG Úi dồi chả đường trung trực thì còn chạy đâu nữa Đúng không? Thì đấy là dạng thức thứ hai Trung trực ừ. Cũng có thể rơi vào trong đề Có Ngoài ra còn nhiều các cấu trúc khác nữa Không phải mỗi cái này đâu Nhưng mà hai cái này hay gặp nhất có các cái khác nữa ở đây thầy chưa cho quỹ tích liên quan đến vuông góc này rồi các quỹ tích liên quan đến dựng đường thẳng vân vân này nọ nó cũng có đấy nhưng mà cái đó gặp ít hơn thì hai quỹ tích này thì thầy muốn các em nhận ra trước nó dễ nhìn ra vấn đề nó không khó hết 26 nhé ừ. Ồ, oh, 27, bài toán tổng hợp lực rất quen, kiểu dị có trong đề. Hai lực F1, F2 cùng điểm đặt tại O, đứng yên và hợp với nhau góc 60. Độ lớn hai lực này cùng là 50N. Tính độ lớn lực F là tổng hợp lực tác dụng lên điểm O, kẻ quen không? Nó tương tự như một cái bài nào đó trong sách giáo khoa rồi đấy, thầy nhớ là thế. Kiểu như là hai người cùng kéo một con thuyền giống như lúc đầu thầy có nói đấy. Ừ. Điểm O cố định ở đây nó bị chịu tác động bởi hai lực kéo đó là lực F1. Lực F1 giả vờ ta đặt là vectơ OA, lực F2 ta đặt là vectơ gì? OB. Tổng hợp hai lực này cùng độ lớn, ta sử dụng cái tác hình bình hành. Nó sẽ sinh ra vector OC đại diện cho lực F. Đây cả lớp vẽ thế này là xong. Có một điểm đặc biệt đó là hai lực này tạo với nhau góc 60 độ. Ồ, oh, hình như 60 độ thì thầy có chú ý cả lớp từ đầu đúng không? Hình gì? Hình gì ấy nhỉ? Hình gì ấy nhỉ? 60 độ là nghe quen lắm, đáng nhẽ không cho 60 thì không sao, cho 60 nhìn thấy nó đặc biệt rồi. Hình gì? Hình thoi Chắc chắn rồi, hình thoi nói thẳng luôn Hình thoi 60 là hình thoi trong trường hợp này rồi Hai tam giác đều, hai cái đấy bằng nhau mà tam giác 60 đều Hình thoi đặc biệt Như vậy là chúng ta đang cần tính cái Cái gì Cái cái độ lớn của lực ép trong trường hợp này Tổng hợp ra thì chính là độ lớn của Vector OC Cái này quen không Cái này là 50 nhá Cái này 50, lúc nãy theo lý thuyết thầy dạy Thì cái AB này 50 còn thầy dạy là cái đoạn thẳng OC này có phải là bằng 50 căn 3 không nhỉ? A căn 3. Một đường chéo là A. Một đường đường chéo là A căn 3. Thầy có dặn là hình thoi đặc biệt. Thì chứng minh rồi và về sau cứ thế mà nhớ nhanh luôn được. Chỉ có căn 3 thôi cả lớp ạ. À. Tại vì tam giác đều ấy. Tam giác đều. Em cứ nhớ là hình vuông thì là căn 2. Còn tam giác đều liên quan đến căn 3. Thế rồi xong Kinh nghiệm đi thi là thế. Không thể sai được ý. Chưa? À? Thế đáp án của mình sẽ là 50 căn 3 thôi. <laughs> nhìn phát biết ngay đáp án của mình là b 50 mươi van newton nhé ừ. b b b b b đứa nào mà chọn 100 là điên rồ rồi này chuẩn bị nhiều người nghĩ đơn giản là thấy ơi tổng hợp lực là 50 mươi cộng năm một trăm no 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 là gì chuyện ý cộng thế thì để trẻ con lớp 1 nó làm được à đừng nhá đừng 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 được chưa chắc thì hỏi nếu như một ngày nào đó không phải 60 và hai cái lực kia khác nhau thì sao thì đây là đặc biệt thôi còn bình thường chúng ta sử dụng định lý hàm số gì hàm số cốt các lớp ghi cho thầy tổng quát vào cái này thầy muốn các lớp nhớ được thầy giả sử đây là lực F1 đây là lực F2 đây là lực F đi và tạo với nhau góc alpha tổng quát nói chung chúng ta có công thức sau chứng minh rất là dễ theo định lý hàm số cốt em có lực F bằng tổng hợp lực F1 uh, cộng lực F2 đây là về mặt tổng hợp lực và cả lớp sẽ sử dụng cho thầy à, Bây giờ độ lớn của lực F này Thì được tính là bằng Đây có phải là độ lớn của tổng hợp lực này không Thì bây giờ ta sẽ bình phương cái này lên Độ lớn lực F Bình phương lên Thì chúng ta bình phương cái này lên là ra là gì Bình phương cái này Bình phương vector bằng bình phương vô hướng Bằng bình phương độ lớn Như vậy là bằng F1 bình Cộng F2 bình F1 bình cộng F2 bình Cộng 2 lần tích vô hướng của F1, F2 Các lớp xem chuẩn chưa Đây là thầy đang phân tích hẳn thức Theo tính chất vô hướng Và từ đó thầy lại uh, Thầy đã dạy các em rồi Là tích vô hướng thì lại bằng tích độ dài Nhân cốt góc xen giữa Như vậy thầy sẽ có ngay Đúng không Bình phương cái này lên thì đây là vector bình phương Độ lớn bình phương lên như vector bình phương Như vậy là F1 bình Cộng F2 bình Cộng 2 lần độ lớn tích độ lớn F1 F2 nhân cốt của góc xen giữa F1 F2 cos alpha. Ôi trời xong. Thầy sẽ nhắc lại, lực F này bằng tổng là hợp lực này. Như vậy là độ lớn của lực F này sẽ bằng độ lớn của tổng hợp lực này. Vậy bây giờ muốn tính cái độ lớn của lực này thầy lấy bình phương lên. Thì bình phương của vector, bình phương của một vector thì bằng bình phương độ lớn. Như vậy thầy sẽ có ngay là f1 bình cộng f2 bình thì phân tích hằng thức thì cộng 2 lần f1 f2. Nhân cô giáo xem giữa cả lớp xem có đúng không nhỉ? Có vị sai chỗ nào không? Có sai chỗ nào không cả lớp nhỉ? Sau đó cả lớp khai căn thay số ra hộ thầy nhé. Đây là thầy đang chứng minh và phân tích công thức thôi. Sau đó tí nữa cả lớp khai căn ra rồi ra. Như vậy ở đây nếu mà các em có thể tính toán ra thì cũng có thể là 50 bình cộng 50 bình Đúng không? 50 bình cộng 50 bình Cộng 2 lần 50 50 nhân cốt 60 độ Cái lớp bấm thử xem có đúng không? Đúng không cả lớp nhỉ? Cả lớp xem hộ thầy xem đúng không? Xem đúng hay là sai nhỉ? Này. Đấy. Đấy, không không, tở qua là đây là trường hợp đặc biệt thì nó là như thế 50 bình cộng 50 bình này cộng 2 Nhân với 50 50 Tại vì tích tích Thầy sẽ nhắc lại một lần nữa là tích vô hướng thì bằng tích độ dài Nhưng cố giữa thì đúng định nghĩa Cứ thế mà làm thôi Cái gì khó đâu Thì nhân với cốt của 60 độ 60 thật rồi 7500 7500 kem khai căn dậu thầy 50 căn 3 chuẩn rồi Ôi giời ơi, đúng rồi Đúng 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 đ Vậy về sau khai căn ra nhé. Ừ. Đấy, thế nên thầy mới bảo là như thế. Còn thực ra những bài toán này em có thể đẩy về hệ thức lượng cho tam giác cũng được, nhưng mà thầy chứng minh luôn ra cái này. Cái này dùng nhiều nhá, không phải mỗi cái bài này thôi đâu. Thầy thấy nhiều bài là dùng đến cái 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 kiểu là tổng hợp lực này, đó là cái ứng dụng của vector. Đây là một bài kiểu làm mẫu thôi, còn các bài khác cả. cũng cứ thế mà làm. Tương tự thôi, không có gì sai khác cả. Được rồi, cứ thế mà làm đi Ra đúng kết quả này xem sao được Thầy chốt cho rồi nhé Nhiều bài nó dùng cái tổng hợp lực này lắm Thì cái cái hướng đi chung quy là là đi theo cái kiểu giống như thầy nói Đó là tổng hợp lực xong rồi chúng ta đưa về tích vô hướng Nguyên tắc là như thế Nếu em nắm được như vậy rồi thì rất nhiều các bài toán khác em sẽ làm được hết Nguyên tắc của nó chỉ có thế thôi Còn vừa rồi cái hình đặc biệt Như vậy thầy có hẳn hai cách giải nhé ừ. Có thể cuối cùng cái câu này cũng là một câu kiếm điểm cao cho các em này có thấy cái nhỏ nhất đây không ừ, cái nhỏ nhất này là kiếm điểm cao này bao nhiêu bạn làm được câu này rồi nếu mà chúng ta làm được câu này thì là ok đấy là ừ, cũng được bao nhiêu bạn làm được câu này rồi với ba điểm abc cho trước rồi tìm tọa độ điểm m thuộc trục hoành để cho độ lớn của vector ma cộng mb cộng mc nhỏ nhất bài toán về min min max. Cái này có phương pháp chung của chúng ta đó là tìm bài toán này sử dụng tìm tâm tỉ cự. Bước 1 các em sẽ tìm cho thầy điểm y. Còn gọi là tâm tỉ cự. Cái này có thể em sẽ hỏi thêm một số các thầy cô sẽ hướng dẫn cho em hoặc là trên khóa học cũng cũng có đầy đủ luôn rồi. Ngoài ra thì uh, thì 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 trong một số tài liệu sách vở thì cũng sẽ dạy cho các em có cái phương pháp này khi muốn tìm min thì bước 1 ta sẽ tìm điểm cố định. Cái này có thể gọi là điểm cố định cũng được. Hoặc là bản chất thì người ta hay còn gọi là tâm tỷ cự các em nhé Em gọi thế nào được, đúng hết Cả lớp có nhớ bài toán này không? Ừ. Thì bước 1 cả lớp sẽ tìm điểm Y, tìm điểm Y này bằng có được bằng cách nào? Cả lớp sẽ thay điểm M này bởi điểm Y cho thầy Thì chúng ta sẽ tìm điểm Y thỏa mãn đẳng thức Đó là tổng của ba vectơ IA, IB, IC bằng vectơ 0 Đầu tiên em gọi điểm M thuộc OX thì điểm M là A0 đúng không đã ừ, điểm m a không thì tìm cho thầy điểm y thỏa mãn cái này đẳng thức này có được bằng cách em thay điểm m này bởi điểm y và cho nó bằng vectơ không là được thì ở đây cả lớp thấy cái điểm y này quen không điểm y này rất giống trọng tâm của tam giác abc luôn tại vì ia cộng ib cộng ic bằng vectơ không nên ở đây vô tình là điểm y trùng với trọng tâm còn nếu như về sau đề người ta cho em là uh, uh, a lần cái này cộng b lần cái này cộng c lần cái này thì lúc đó cả lớp phải đi tìm là abc tương ứng ở đây cả lớp hiểu ý của thầy không đấy là tổng quát thì cả lớp sẽ mà tìm điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ này thì cũng dễ thôi cả lớp sẽ gọi điểm ý ra xong rồi cả lớp giải hệ thế là ra đúng không ừ. giải hệ để cho nó bằng không không ấy giải hệ còn ở đây thầy cho hơi đặc biệt một tí để nó phù hợp với trắc nghiệm thì điểm y ở đây là trùng với điểm g vậy trọng tâm cả lớp cộng lại chia 3 cho thầy là ra luôn như vậy là thầy đã tìm được ra điểm điểm cố định một cách nhanh chóng rồi nhé cộng lại chia 3 cho thầy thì nó ra 1,1 còn bình thường nếu không phải trọng tâm thì cái lớp cứ giải hệ này là ra nhé Giải hệ Tại vì tìm, tìm điểm nó không khó Tìm điểm thì nó, chúng ta biết làm rồi Giải hệ thôi đúng không Gọi cái điểm Y là AB Đúng không? Gọi điểm Y là XY đi XY rồi giải hệ này ra đi Cái đó thì ok rồi Ở đây thầy cho luôn trọng tâm Rồi sau khi có trọng tâm rồi Thì mọi người sẽ chèn cho thầy điểm Y này vào Chèn điểm Y có nghĩa là cái lớp chèn điểm Y vào đây chèn điểm cố định vào ta có như sau Cái lớp ghi. Lúc này mọi người sẽ có tổng của vectơ m, m, m a được tách ra thành m i cộng i a rồi cái này là m i cộng i B. và tách tiếp là m i cộng i c cả lớp hiểu chưa? Cái, cái 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 chèn cái điểm này vào nó rất là quen luôn. đa phần là chúng ta chỉ có chèn điểm thôi khi làm các bài toán này. thấy không? mấy bài chèn điểm liền. thì bây giờ cả lớp cộng lại em sẽ thấy là chúng ta sẽ sinh ra ba lần vectơ m I ba lần vector mi nếu các em lấy độ lớn thì nó sẽ làm bằng ba lần độ lớn còn ia cộng ib cộng ic ta đã dự tính rồi là bằng vector không ta đã tìm sẵn điểm cố định từ đầu để nó thỏa mãn cái đẳng thức này rồi bằng không rồi đây này chính vì thế anh chàng cái anh chàng tổng sau này sẽ bay mất và nó sẽ chỉ còn có 3 mi thôi đấy thì đấy là nguyên tắc để làm các bài toán này các em nhé ừ. chèn điểm cố định các em ghi vào vở cho thầy sau đó muốn cho biểu thức này là min thì cái mi này là min vậy câu trả lời câu hỏi mi min khi nào mi là min khi nào mi là min khi nào cả lớp Nào mọi người trả lời trả lời nó nốt câu này coi như là xong hết bài rồi min khi nào mi min khi nào thì các lớp để ý thấy như sau abc là cố định rồi abc là ba điểm đã cố định rồi Vậy chứng tỏ Y11 là một điểm cố định rồi Tâm Y là cố định rồi Vậy chỉ có mỗi điểm M là di động thôi Cả lớp công nhận không? Có mỗi điểm M là di động thôi Vậy Y min khi nào? Y cố định rồi M thì di động Trên trục OX Nhìn bảng nha, chỗ này thầy nói ngắn gọn cho đơn giản mà hiểu này thì mi min khi nào rồi ta thấy ngay min nhất khi và chỉ khi đó là m phải là hình chiếu vuông góc của gì của y trên trục hoành tại sao vì trong các đoạn thì đoạn vuông góc là ngắn nhất còn nếu không phải vuông góc thì trong trường này đoạn này người ta gọi là đường xiên đường xiên đúng không ừ. vậy đường xiên luôn luôn lớn hơn đường vuông góc mà thế nên là trong trường hợp này chỉ có đường vuông góc là ngắn nhất vậy lúc này chúng ta M sẽ trùng với điểm H Thế ra xong vậy bản chất những bài toán này là em sẽ đi tìm hình chiếu vuông góc của điểm cố định Y đó trên trục hoành nói đơn giản là như thế thôi chốt và chiếu trên trục hoành thì cho tung độ bằng không ui giời ơi rất đơn giản vậy nên chúng ta sẽ có ngay đáp án của bài toán này là D là một không, là chốt hết không còn kiến thức gì nữa thôi trên trục hoành thường đi thi người ta hay cho em thuộc trục hoành hoặc trục tung để tìm hình chiếu cho nó dễ. Còn nếu như mà người ta cho thêm một cái người ta lại cho thêm một cái đường thẳng khác ấy, thì làm nó lâu hơn thôi, nó lâu hơn. chiếu trên trục hoành thì cho tung độ bằng không xong nó còn làm cái gì nữa? Chứ phải là một không nhá chứ phải không một đâu. nó thấy đơn giản chưa? Ừ. Đường vuông góc là ngắn nhất rồi. Mọi bài mà dẫn đến min này là thầy thấy chỉ có chiếu vuông góc xuống thôi chứ còn ở đâu nữa? đúng không? Ừ còn ở đâu nữa? thì nếu bây giờ thầy giả sử nhỡ người ta không cho trên trục chụp ảnh chúng tung không cho thì người ta sẽ phải cho em điểm m theo cái dạng là tham số hóa tọa độ người ta cũng sẽ phải cho điểm m thuộc một cái đường thẳng d nào đó chứ thì đường thẳng d này giả sử là y bằng hai x cộng một đi thì giả vờ như thế thì mọi người sẽ tham số hóa tọa độ như thế nào lúc đó mọi người sẽ gọi điểm m gọi x là t thì y sẽ là 2 t cộng một mà thôi chả có gì đâu đúng không miễn làm như thế nào chứ tham số hóa mà nó chỉ còn có một ẩn t thôi là các em sẽ làm được bài Đúng không? Thì ví dụ thế này thì có phải là T2T cộng 1 không? Thì nhá Lúc đó em chỉ cần nhớ là Tìm hình chiếu vuông góc Như thế này M di động trên một đường thẳng D Ví dụ thế này Thầy giả vờ như thế đi Không chết được đâu Thì có phải lúc này mà IH lúc này là vuông góc Thì tích của vector IH Đúng không? Nhân với vector HM tích vô hướng hm là phải bằng không cái lớp giải cái này ra ra bằng số 0 ví dụ thế thì nó sẽ là như thế dùng tích vô hướng lúc đó ra tích vô hướng em thấy là chỉ còn có một ẩn t thôi chẳng nhẽ em không làm được đúng không y có rồi thấy ví dụ nhé y có rồi còn h h là hình chiếu vuông góc thì H ta sẽ gọi là gì ấy nhỉ AB Nhân với HM Đấy HM Thì cái gì ấy nhỉ từ từ <laughs> Từ 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 IH nhân với HM đúng rồi đúng rồi Đâu cái gì ấy nhỉ quen quên mất rồi Cái này phải Nhưng mà cái này phải sang chương 2 Cái mới học được chương sau ấy Chương, chương 3, chương 4 thì chương sau Thì cả lớp mới tìm được cái liên quan đến hình chữ vô góc này Còn ở đây người ta không cho đâu Chứ nếu không em phải giải điều kiện thẳng hàng nữa Ôi điều kiện chẳng hạng em phải học sang đến chương sau em phải học sang vectơ chỉ phương vector pháp tuyến cơ thì thầy mới dùng được tiếp cái vectơ chỉ phương. Tức là ý thầy lúc đó là uh, IH nhân với cái vectơ uh, chỉ phương của đường thẳng D này, vectơ mà song song với nó đấy thì nó sẽ bằng số 0. Thì bây giờ em chưa học cái cái vectơ chỉ phương vector pháp tuyến thì người ta sẽ không hạn chế người ta hạn chế không cho cái đó. Nhưng nếu mà mọi người mà để ý thì vẫn làm được. <laughs> Hiểu không? Đấy đấy là của chương sau các em phải học đến các cái phần vector chỉ phương vector phương tuyến ở trong phần phương trình đường thẳng cơ về sau thì các dạng bài này sẽ có mở rộng ra được thêm nhiều cách giải nữa còn ở đây tạm thời thì chỉ cần thế thôi từ hình chiếu ấy mà thì bản chất là chỉ đi giải cái 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 tích vô hướng của cái 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 ih này nhân vô hướng với cái cái vector chỉ phương của đường thẳng này của đường thẳng d này này nhưng mà đến lúc đó thì thầy sẽ giải thích cho em cái chỗ này còn bây giờ em chưa học đến thì không cần phải lo đâu các em hiểu không đấy như thế là xong thế này cái cách mà tìm ra cái cái, cái thực ra cái vectơ chỉ phương thì nó không khó lắm tại vì một cái đường thẳng của em nhé cái đường thẳng y bằng 2 cộng 1 đấy bằng 2 cộng một em đưa về cái dạng đó là uh, 2x chữ y chuyển y sang đây mà 2 x y cộng 1 bằng 0 ấy 2 x y cộng 1 bằng không thì cái vectơ AB đứng trước này này cái vectơ n này là 2 chữ 1 được gọi là vectơ pháp tuyến từ là vectơ vuông góc đấy thì vectơ chỉ phương có cái giá song song hoặc trùng ấy thì ký hiệu là u thì lúc này nó sẽ đổi thành ab nó đổi thành trừ ba như vậy là một hai thì vectơ này được tính là vectơ chỉ phương Các lớp hiểu được không nhỉ ý của thầy là tí nữa phải nhân với cái vectơ chỉ phương này hiểu ý của thầy không tức là vectơ lúc đó là vectơ im ấy bản chất là vectơ im tích của vector im nhân với vector u ấy, ý, ý thầy là thế là bằng số 0. Đây, ý thầy là như thế này. Thì lúc đó em phải em 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 cứ học theo cách này của thầy được. Đây. Thì viết về dạng này thì đây là a b thì đổi sang trừ b a. cách cách quy đổi đấy. Ờ, ừ, từ vector pháp tuyến sang vector chỉ phương, vector chỉ phương là cái vector mà 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 có giá song song đường thẳng. Thầy vừa nói lúc nãy cho đấy. Thì đấy, người ta sẽ chọn đại diện hai vector, một vector này và một vector này. Vô góc với nhau hiểu chưa à, ý thầy được thế Cả lớp làm thử mà xem đấy thì cả lớp sẽ nhân vô hướng hai vectơ này lại em, em sẽ giải và em sẽ tìm được ra cái tham số t đó đấy là thầy đang mở rộng cái dạng bài này ra nếu có thì em sẽ làm theo cách đó của thầy cả lớp hiểu được ý không nhỉ đó là trách nghiệm ta sẽ làm như thế chốt như thế là hết không còn kiến thức gì nữa nhé ừ. hết rồi đấy thế là xong thì đa phần người ta cho em trên trục để làm cho nó được đơn giản được chưa? Để cho nó đỡ phải tìm phức tạp cái 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 hình chiếu. Y lúc đó là y m h trùng vào m rồi thì y m vuông góc với uh, vectơ u vuông góc rồi thì dù chỉ có thể dùng tích vô hướng thôi. Vectơ chỉ phương của đường thẳng. Ừ. 2 trừ 1. 1 2 chuẩn rồi có thể sai được. Ừ. Thì đấy, đấy là thầy mở rộng thêm. Bạn nào thích có thể làm thêm cho thầy nhé, chỗ đó. Nếu với điều kiện là chúng ta phải học sang tiếp sang cái phần uh, phương trình đường thẳng về sau. Rồi làm được thêm bài này nữa thì sẽ giúp cho em đạt được điểm đó là cao nhất được chưa? Rồi các bạn và các em thân mến, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng ta trong phần uh, uh, tổng ôn các dạng bài liên quan đến vector. Thông qua cái livestream này thì một lần nữa thầy đã tổng kết cho chúng ta rất nhiều các cái uh, dạng câu hỏi quan trọng đó. Thông qua đó thầy mỗi một câu thầy đều đã nhắc lại kiến thức cho chúng ta rồi, đúng không? Một cách đơn giản và dễ hiểu nhất rồi đấy. Mọi người chúng ta cố gắng làm lại này và chúng ta sẽ ghi chép lại cẩn thận những cái chỗ thầy dặn dò Ngoài ra chỗ nào mà giải nhanh, cần chú ý các em sẽ ghi vào một cái cuốn sổ tay riêng và từ đó các em sẽ đúc rút cho mình và tích lũy được thêm rất nhiều các kinh nghiệm đấy các em. Mỗi một lần như thế thầy đảm bảo em sẽ lên trình ngay, yên tâm. Rồi, thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng của thầy. Trong những cái livestream lần sau thì thầy sẽ tiếp tục ôn tập cho chúng ta học kỳ 1 để cho các em đạt được điểm cao nhất nhé. Chúng ta mà muốn học đầy đủ tất cả các bài giảng của thầy cô trên tuyển sinh 247.com thì chúng ta sẽ đăng nhập vào này. Đó và chúng ta uh, sẽ đăng ký học các khóa trên đó. Thì trên lớp 10 này của thầy thì thầy sẽ có hai khóa. Một khóa là dành cho các bạn học sinh lớp 10 học theo sách uh, kết nối tri thức với cuộc sống. Đúng không nhỉ? Và một cái nữa là có một khóa cơ bản và nâng cao sẽ dành cho tất cả các bạn các bạn học sinh uh, uh, dùng cả ba bộ sách được. Vì uh, cái khóa cơ bản cộng nâng cao thì thầy dạy theo phân dạng bài. Chính vì vậy các em đều theo được hết hiểu không nhỉ? Đó phân dạng bài và rất là đầy đủ chi tiết. Ờ, có hết tất cả các cái chỗ mà uh, thầy hướng dẫn ở đây, các cái chỗ mà uh, các cái bài nâng cao thì trên đó thầy đã dạy đầy đủ hết. Thì chúng ta có thể nếu mà bạn nào mà học được theo sách kết nối tri thức với cuộc sống ấy, um, thì chúng ta sẽ đăng ký cả hai khóa càng tốt. Đúng không? Một cái là thầy hướng dẫn chi tiết theo sách giáo khoa, còn một cái là thầy hướng dẫn phân theo dạng bài. Đó, bởi vậy mà chúng ta sẽ có rất nhiều các cái bài tập hay đầy đủ. Ờ uh, cả từ đầu năm đến cuối năm luôn cả đại lẫn hình đó thì cái đó học theo từng chuyên đề các em hiểu ý không nhỉ đó thì đấy các em có thể lựa chọn các khóa học của mình trên đó và thầy đảm bảo là sẽ học là nó sẽ vừa tiết kiệm chi phí nhất này mà lại vừa hiệu quả vừa hiểu bài được dễ nhất điểm cao được chưa chắc chắn luôn rồi các bạn và các em thân mến trong những livestream lần sau thì tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn cho các em phần ôn thi học kỳ. Thầy hy vọng là chúng ta sẽ tiếp thu được thêm nhiều các kinh nghiệm hay nữa từ thầy và biến nó thành kết quả uh, thật là tốt dành cho mình các em nhé xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi xin chào